kéo nào không? Cá này lục đó. Cá này lục đó. Cái kéo xanh dương á. Vứt nó rồi đúng không? Đẹp. Rồi chắc là live trưa nay với live tối nay hết, hôm nay nó bên em nghỉ dịch luôn nha mấy chế ơi. Chừng nào có thông báo là bên em sẽ live lại, cho tình hình căng quá trời căng. Tình hình Cuba căng thẳng. Rồi like xem bài viết giùm em đi mấy chị. Mấy chị yêu hình như là nó hơi bị nghiêng nghiêng đấy. Hơi bị nghiêng nghiêng cái màn hình. Xe bài viết cho em đây, hôm nay phần quà, hôm nay phần quà tặng hôm nay nét như Sony vuông vức ha, siêu siêu đẹp. Cái dây lụa này mới chế tự cuốn nha, không cuốn sao nó cũng được hết trơn á. Rồi like share bài viết lên cho em đi mấy chị yêu ơi. Xe bài mạnh mạnh tay, xả hết hàng mới trong kho luôn đó, chứ không phải là hàng cũ, hàng tồn hay hàng rớt gì đâu nha cả nhà nha. Hàng hoàn toàn mới vừa về, xả cái để mà hả nghỉ dịch cái đó mới chơi. Tình hình rất là tình hình. Rồi xe bài mạnh mạnh tay cho em. Chế nào hiển huy hiệu người chia sẻ vô chốt hàng nè. Giá hiệu gì? Chế nào chia sẻ bài rồi vô chốt hàng giá hiệu gì? Đồ mặc ngủ có luôn. À đồ mặc ngủ hôm nay là tôm hai da. Cả nhà ơi chất đẹp lắm luôn. Chất này thì không có phải giống như là tôm bình thường kia ha. Nó không có nhăn là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mát lạnh luôn. Trời đã lắm luôn đó. Rồi vô bom đã cả nhà. Ôi chết đau luôn. Có hộp dày đâu muốn để xuống tay luôn à. Một hộp nè, hai nè, ba, bốn nè, năm nè, sáu nè. Qua bây giờ tặng nữa bán nữa, giờ tặng nữa bán nữa nay chơi vậy đó. Bom bây giờ tặng nữa bán nữa nha cả nhà nha. Rồi nửa bom nha, tặng ba phần nha. Rồi tặng bom, tặng nữa bán nữa nè. Chế nào vô tặng bom, chốt mã tặng bom giùm em 3 phần đi, 3 phần tặng. 3 phần tặng bom còn lại bán. Rồi chế nào chia sẻ bài rồi chốt tặng bom giùm em. Em cũng chưa chia sẻ được cái bài viết của em á, cho em xe bài một cái đó mới chế rồi mình chốt ha. Chế nào mà hiểu hiểu người chia sẻ vô comment mã tặng bom cho em. Nhanh tay nha mấy chế ơi, chốt được gì chốt để mai bên em chốt đơn đi á cả nhà ơi. Nghĩ chừng nào em thông báo lại thì em mới like lại. Tính đợt này hết tưởng đâu là tạm ổn like lại, ai dè là còn dịch nặng nề hơn nữa. Rồi tặng bom 3 phần. Tặng bom cho đi sang nghỉ. Tặng 3 phần. Tặng bom đi Nhi Thái. Cái nào? Cái tặng bom. Thôi em xe đi nhỏ một cái đó rồi mình chốt nữa ha. Rồi. Cho ba đi, ba đâu? Ba đâu?
cho ba đi. Ôi, mấy thằng này. Coi online được mời like cho đỡ buồn. Biết sao không? Tình hình dịch này lạ hả? Bị mấy chị, em bị mấy chị bong hàng nhiều nè. Cái thứ nhất, cái thứ hai lạ hả? Thôi sợ người tới lấy hàng rồi hả, này nọ này kia, nên là em mới quyết định em nghỉ. Nghỉ để ở nhà, ở yên trong nhà và không tiếp xúc với ai. Chuẩn bị lai xong mày đi mua, mua mì gói, mua khô để trong nhà để dành ăn. Không đi đâu hết trơn á, không đi đâu, không tiếp xúc với ai hết trơn. Sợ quá trời sợ mấy chứ ơi. Giờ sống sót qua mùa dịch đã tính sau. Rồi cả nhà ơi, bom 49k. Bom 49k cho em, chén nào cho em cây ghim bom 49k. Nhưng mà hả, kem, kem thì em vẫn bán đều đặn nha, cho mấy chị yêu ở nhà, ở nhà chứ vẫn phải làm đẹp. Đúng không? Kem bán bình thường, kem body, kem mặt rồi gì bán bình thường. Trời ơi, công nhận là sức cái hũ kem 4k berry buổi tối nghe da nó đã ghê luôn đó cả nhà ơi. Sạ, tối sức sáng được mặt cái là nghe nè, thấy hồn luôn. Bình thường á là em sức kem á. 4k trắng da. Em chốt hôm qua với lại hôm nay ngày mai bên em sẽ gọi chốt. 4k bún ca berry là mới về cái ruột hồi tối là lấy bán xong rồi tối là em đem lên em sức liền luôn á. Trời ơi, nghe nó đã gì đâu luôn. Rồi bom 49 nghe. Sức xong ngày mai, sáng mai ngủ dậy rửa mặt ngáy da mình nó mịn, cái mịn khính luôn đó cả nhà ơi. Rồi bom 49k vô em ơi, vô em yêu ơi. Rồi like xe bài viết giùm em để rồi. Chốt hàng nè. Ok chưa? Rồi đôi giày size 36 full hộp. Rồi đen 36 cho em. Đen 36 giùm em. Đã đời không nhìn cái đế của nó này. Sướng hả? Đen 36. Cái đế bao cao cấp luôn á. Đen 36 cho em. Comment mã đen 36, một đôi một trai gái mang được luôn ha. Mấy cái giày thể thao đó vừa trai vừa thì trai mang, gái vừa thì gái mang. Comment đen 36 giùm em. Thả like thả tim bài viết lên cho em nha mấy chị. Em sẽ gộp like của ngày hôm qua. Gộp like của trưa tối hôm qua ha. Tối hôm qua, trưa hôm nay và tối hôm nay nữa là mai bên em chốt đơn luôn. Đen 36 rồi sếp này. Đen 36 cho Nguyễn Trinh. Sếp bị bơm ủa sao nóng hết vậy ta. Nè comment giùm em mã số 10. Đúng rồi. Chị Cao Thuy Hà, đơn của chị là bên em đã gom cửa rồi nha. Còn chị thắc mắc đơn hàng chị nhắn tin rồi, chị hỏi cho em nha. Chị mã 10. Ngày nào chị cũng lên like hỏi. Trên like em không có kiểm tra đơn hàng được nè chị. Rồi mã 10. Nhắn tin giùm em đi chứ ơi, sau live bên em sẽ rep rồi. Họ kiểm tra coi đơn hàng chứ đi tới đâu nha cả nhà nha. Mã 10. Mã 10 4 trên chốt mã 10. Thấy Kiều Diễm. Kiều Diễm xe bài lên chứ đẹp ơi. Chưa thấy Hiển Hiểu người chia sẻ nè. 10 cho Nguyễn Thoan. Rồi form 54, 53, 54, 56 rồi về ok chốt 13. Comment mã 13 cho cái đầm hoa. Mã 13. Rồi quần jean nam này size 29. Sọc jean nam size 29 ha cả nhà ha. Cầm nhanh giùm em là nam 29. Hôm nay có quần jean nữ ha cả nhà. Quần jean nữ bao xịn sò luôn. Còn xịt thiên nga này chị. Rồi cả nhà mã nhiêu rồi? Nam 29. Nam 29 và mã nhiêu? Mã 13. 13. Rồi cái túi da lộ nè. Túi da lộ có qua đeo chéo nha mấy chế ơi, qua đeo chéo bên trong nè ha. Rồi có qua đeo chéo hết đó cả nhà yêu. Còn mã 13 và nam 29. 13 như Su Quý Huỳnh. Em thấy mấy chị hết mấy chữ còn em bình thường ha. Rồi tuổi nè mấy chị yêu, còn có qua đeo chéo comment giùm em mã số 21. Nam 29 cho Su Quý Huỳnh. 21 nè. Comment giùm em mã 21. Rồi chốt 21 giùm em. Bỏ ghim đi thì. Lên lộn xộn nha mấy chế ơi, em bỏ ghim lên lộn xộn nhiều giá. Bỏ ghim lên đi. Mấy chị yêu cứ chia sẻ bài và comment nhiều lần nhiều ký tự khác nhau để xíu nhận quà ha. 21 Vi Sang Nguyễn. Rồi bỏ ghim. Lên lộn xộn em. Cái quăng cục quần jean nè. Đầm váy nè. Đầu xếp nè. Quăng ra. Có cái gì like cái đó cho mấy chị. Không ghim giá nha cả nhà nha. Có bóc được cục nào quăng ra. Xé ra quăng ra cho mẹ tôi. Này là bằng ủi hơi nước nè. Bằng ủi hơi nước em còn 2 cái. À, quần jean hàng 139 nè mấy chị đẹp. Hàng này em bao hàng bao mang nha cả nhà yêu nha. Bao hàng bao mang mấy chị nhìn chất riêng cho em. Hàng 129 này xả 99 nha. 99 ngàn. Không nghe nhầm giá đâu mấy chị yêu. Xả 99 ngàn. Size này size 32. Thằng gì rất là bự luôn. Rồi size 32 nhìn chất riêng cho em nha. Chất này không ra màu, co giãn siêu siêu tốt. Hàng bao cao cấp luôn, hàng 139 của Uyên đó. Em bán quần jean tới 139, 149 là mấy chị biết nó cao cấp cỡ nào rồi. Đây. Xịt tới cái nút luôn đó mấy chị đẹp. Xịt tới cái nút co giãn bao tối 99k. Mã nhiêu? Xanh 32.
Rồi xanh 32 đường cái 1 lưng cao. Một xanh 32 bên Sam. Bà ngủ thêm mấy người thôi chốt theo mấy chủ giùm em nha. Xanh 32. Nè, chắc riêng hôm nay đầu bên em sẽ đọc nha. Riêng hôm nay là nguyên lô 139 mà xả 99k mấy chị đẹp. Lô này em chưa bán nha. Lấy về xả nghỉ dịch đó mấy chị. Riêng Nam không quên. Riêng Nam chưa. Chứ đẹp ơi, Riêng Nam em dặn luôn rồi mà chưa về mãi nhiêu rồi. Xanh 32. Cả nhà yêu này. Nè comment giùm em A26. A26 hàng đang sỉ nè, đang sỉ 150 nè. Cái này là giá sỉ nè. Giá sỉ 150 luôn đó cả nhà. Rồi xả 99k coi giảm bao tốt. A26. A26 phối quá màu đậm nhạt. Quá màu đậm nhạt nè. Siêu đẹp. A26 99.000. Chốt A26. Comment A26 giùm em. Rồi này size 26 mà size 26 bự nè, hơi hơi bát. Này 26 27 mang chen ok. Phối nè, mấy chị nhìn thấy không? 4k cho chị Tố Trang Nguyên nè. Cũng cà berry chị nám chế đẹp hả? Rồi này cũng size 26 nhưng mà 27 mang ok nha. Vì cái quần này size to nè. Size siêu to. Rồi này B26 cho Hoa Thanh Xuân. B26 B26 99.000 luôn, comment B26. B26 B26 cả nhà ơi. Này cái này là form dạng chính tóc chịu đẹp chưa? Becky chính tóc đó cả nhà. Đẹp kinh khủng khiếp luôn, size 31. Mua hộp xịt thiên nga cho Kiều Diễm nè. Size 31 nè cả nhà ơi, cái này comment giùm em mã H31. Rồi H31 nha cả nhà yêu ơi. Tất cả hôm nay Rin đều co giãn hết. Co giãn siêu đẹp B26 và H31. H31 99.000 chốt nhanh lẹ đi mấy chị ơi, mùa dịch này mới sẵn. Xịt thiên nga là 79. Ghi giá nha, nhớ ghi giá nha. Còn B26 và H31. B26 cho Hương Hương. Bà buổi là 289k. 289k còn đúng cái 1. Đây mấy chị yêu nè. Này cũng size 26. Mấy chị ơi em like từ từ, mấy chị đừng có hối nha. Em không có thể lên được rồi mấy chị. Em like từ từ nha. Cái này 31 cho Đào Trần. Comment giùm em là C26 C nha. Chị mua ý cho em không có C26 nè. C26 cho bịt băng vệ sinh em còn một bịch. Tội à đúng rồi, ly đâu rồi con ơi. Anh Nguyễn Tuấn Anh nè. Bo một đôi bên em đơn tới từ chỗ em không có chốt lại nha. Con, lấy ly lên. Đi còn mấy cái, đếm luôn. Rồi. Lấy ly lên. Trời ơi, hỏi mấy cái, 9 cho Huy. Ừ. Còn mãi gì vậy? C26. Hồi tối. Hồi tối hôm qua đếm ly bị lộn. Mấy chị yêu ơi, đếm bị lộn số lượng cuối cùng còn dư 9 ly. Sorry mấy chị, là hồi tối hỏi ly em kêu hết rồi nha mấy chị nha. C26 cho Nguyễn Thị Ngọc Anh. Ly giữ nhiệt. Đi dự nhiệt hồi tối, chị nào mà hỏi em kêu hết rồi thì giờ chốt lại giùm em, nó đếm tiêu bị lộ. Rồi, xịt hay là đồng hồ gì, đợi em một xíu xíu em lên hết nha mấy chị. Size 28 nè mấy chị, comment Q28 giùm em. Q28, chất riêng nè em bao. Chất riêng nè em bao Q28 nè. Q28 có luôn. Chốt mã Q28 giùm em đây. Bình giữ nhiệt, bình giữ nhiệt đáng nói thiệt đó. Uống soda, uống trà sữa, uống trà đào, trà tắc, trà chanh hả? Uống nước lọc không cũng ngon nữa. Uống nước lọc không cũng ngon nữa cả nhà. Giả mang thiệt. Bỏ đá là nó không bao giờ bị hấp nhiệt hết. Bình giữ nhiệt bên em bán thì mấy chị biết rồi đúng không? Đây, còn 9 bình. Tôi 28 cho Thảo Phạm Phạm. 89k một bình. Bình này là 650ml. 1 ly cho Nguyễn Trinh. Đây, 1 ly nha cả nhà ơi. 650ml ha. Uống trà sữa size to ok hết luôn. Rồi, ly giá 89k. Còn được à? 7 ly đúng không? 9 ly chút 2 ly kìa bạn. Ừ, 7 ly. Quần này là quần nữ nha. Rồi cả nhà yêu ơi, chế nào lấy 1 ly thì comment 1 ly nha cả nhà yêu nha. Một ly cho nấm ly. Cái nào hồi tối mà em kêu hết rồi thì bây giờ chốt lại giùm em. Mã kèm số điện thoại giùm em. Một ly cho Loan Thanh. Một ly cho Đào Trần. Thì đang hot hàng hot. Mà đi nhậu cũng ngon không mấy chị. Rồi chế nào lấy 1 ly, đỡ tan đá uống đỡ no, đúng không? Ly nãy hở một cục đá bỏ vô ly thì uống hoài luôn. Uống hoài chừng nào xỉn thôi. Quần rồi, riêng giá 99. 99.000. 99.000 một quần nha. Chế nào lấy 1 ly, chốt 1 ly giùm em. 2 ly cho Jenny Nguyễn. Còn không bé ơi. Còn 2 ly. Còn được 2 đi. Quần rinh này là lô 139 đó mấy chế. Xã nghỉ dịch chị Minh Lan. Hết luôn. Đây xã nghỉ dịch nè. Xã nghỉ dịch bán 99.000. Quần rinh là 99k một quần nha. Xã nghỉ dịch đó mọi người ơi. Mấy chế nửa hết dịch em bán lại giá cũ 139. Mấy chị đừng có so sánh giá nha. Vì cái này em xả lỗ nè. Nghĩ sao mấy cái quần rinh này mà có giá 99k được. Cả nhà đúng không? Không có bao giờ có luôn. Tại vì mấy chế nhìn thấy giá sỉ của người ta cũng cứ 100 mấy một cái rồi ha. Đó là giá sỉ ra cả nhà yêu. Rồi này size 28 nè, comment giùm em mã số là T28 nè, nút gài nè, hai hàng nút gài luôn. T28 co giãn cực tốt, lưng cao. T28 99.000. Mã T28 giùm em. Ly này gỡ, có gỡ nó qua được không? Được chứ. Thôi đã rồi, đi gỡ cho mấy chị yêu coi nè.
Rồi cái này comment giùm em mã là N27. N27 nha cả nhà ơi, co giãn siêu tốt, co giãn hơn của legging. N27 cho gửi lát cho em đi. T28 cho Quy Lê. Và N27. Nè, con Nguyễn Hồng Quân. Cửa nắp ra nè. Cửa nắp ra vậy nè. Đóng nắp lại. N27 cho nắm liền. Cái này là kéo qua kéo lại để ghi bóng hút nè. Đây. Kéo ra thì ghi bóng hút vô đây hả? Đi hết rồi mấy chị ơi. Đây mà muốn đóng lại thì đẩy nó vô vậy thôi. Đó, đẩy tới đẩy lui vậy nè. Đó mấy chị thấy không? Đẩy tới đẩy lui vậy ha. Hết đi rồi. Và tối là cũng báo hết rồi đó mấy chị. Mà đến khi nhét bill mới phát hiện còn dư 9 cái. Con đếm bill này học giỏi dữ lắm luôn á. Thầy chê học mà thầy chê đúng không? Rồi size 28 nè mấy chị đẹp ơi. Mã nhiêu rồi? Thấy rồi đúng không? Rồi comment giùm em mã là O2899 nha. O28. Chất rin nè mấy chị, nhìn chất rin là mấy chị biết là hàng xịn hay không rồi. Giặt không ra màu đâu mấy chị yêu. Rồi form thì hả? Siêu siêu đẹp. Thấy chưa kim chặt cá. O2899 nha. O28 giùm em. O28. Rồi này size 27. Rồi em thấy mấy chị hết nè, mấy chị cứ comment bình thường giúp em nha. Rồi comment E27. Mấy chị ơi, thôi chốt đơn phiên bản của ông. O27 nè cả nhà. O28 nha. O27 nè. O27 nè cả nhà. N27 hết rồi đúng không? Đúng rồi. O27. Còn mấy mẫu? O27. Còn gì? Còn mấy mẫu cũ không? Thì là sao? Là sao? Mẫu cũ không hay là không biết. Mấy chị comment rõ lên em đọc không comment rõ giùm em nha, em không có hiểu á. E27 có lên đầm luôn nha mấy chị. Rồi cái này comment giùm em mã là H27 luôn. Không có quần đinh ngố đúng không chị? Không, không có quần đinh ngố nha, nay chỉ có đinh dài thôi. H27 luôn tại nhà yêu ơi. H27 luôn. E27 cho Ngân Phan. Cái này size 29. Đồng hồ bao nhiêu uyên? Đây đồng hồ mấy chị đúng không? Để cái đồng hồ này nãy giờ. Rồi bán 125 nè. Không thèm lời mấy ngàn đâu, bán vô không mấy chị đẹp nè, 125 ngàn. Cái này không hết rồi nè chị Lê Hùng. Này size 29 hả gì á? Massage. À mấy massage hết. Ủa sáng con em nó còn xin em thêm một cái mà đâu có nữa đâu. Mã gì em? Rồi này comment giùm em mã là U29. U29 cho em, U29 đưa đồng hồ đây. 27 cho nắm liền. Con gái đưa đồng hồ đây, đưa màu đồng hồ đây. U29. Đồng hồ còn nha mấy chị ơi. U29. Ủa size 29 đó mà. Trời ơi còn riêng gì đâu mà em nói thiệt chứ. Hàng gì đâu xịt hơn hàng à. Cover blue luôn đó cả nhà ơi. Xịn kinh khủng luôn. Rồi này comment giùm em mã là Y29. Y29 nè. Mã Y29 giùm em. U29 Y29. Y29 cho em. Ok lên bộ mặt luôn đúng không? Y29 đồng hồ. Có màu gì? Có đen nữa đúng không? Màu đen màu gì đó? Xám. Mặt vuông, hồi tối mặt tròn giờ mặt vuông. Dạ không, này hương lên hết rồi này chị mãi gì em. U29 cho kim chi. Mấy chị thấy cái đồng hồ nó gọn gàng không? Cái tay em là hả? Ni tay đeo á, đeo ni 48 mà vẫn đang còn rộng á, mà mấy chị thấy cái đồng hồ này mang cực kỳ ôm tay và siêu đẹp. Nên là chị nào mà tay nhỏ nhỏ một xíu mà sợ mang đồng hồ rộng tay là không có. 99k một quần nha mấy chị. Là cả nhà ơi 125k đồng hồ, dây đồng hồ là silicone. Mềm và siêu đẹp. Đồng hồ đây đâu con, đồng hồ có màu trắng nâu xám đen, trắng nâu xám đen, hàng gu á, cái hàng xịn sò mà em hay bán cho mấy chị á. Nhưng mà mấy cái mặt đồng hồ trước á mấy chị biết sao không, nó hơi cồng kềnh đúng không, nó hơi to, mặt tròn còn luôn, mặt tròn 129, mặt tròn cao hơn mặt vuông mấy ngàn, mắt bao tròn lại nó cao hơn mấy ngàn. Rồi 125k nè mấy chị yêu ơi, comment đồng hồ kèm màu, đồng hồ đen nâu trắng xám, đen nâu trắng xám hả. Chị nào lấy đồng hồ comment đồng hồ kèm màu 125 ngàn, đen nâu trắng xám, đen nâu trắng xám cho mấy chị coi đồng coi hồ đen cho Ngân Phan. Em bao xịn, em bao xịn, em bao đẹp về đồng nhận mà kêu em ơi đồng hồ không đẹp trả lại em, nặng chịch luôn, cầm cái đồng hồ nặng tay lắm luôn và siêu đẹp đó, đen nâu xám trắng. Đồng hồ nâu cho Nguyễn Thị Ngọc Ánh, sáng không biết nào chụp mấy trái không hả. Rồi đen nâu xám trắng có chụp không? Đam bánh keo là hủ trộn bánh tráng ha, không thấy ai trộn hết trơn. Đồng hồ xám thì Duyên Hoàng. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giãn cách xã hội ngày 31 tháng 5. Báo mới đưa tin. Đồng hồ nâu cho Nấm Liên. Đen nâu trắng xám. Đồng hồ đen cho Mỹ Trang. Trang coi ok, đồng hồ tròn đợi. Có hộp không em? Không chứ ơi, cái gì đây? Thanh Trang mới chốt cho Hủy Nâu là sao chốt chưa mà Hủy Nâu.
đồng hồ sáng cho Phạm Thuy. Dạ phát vu. Mấy chế biết khoác thông hơi hết nhiệt, em chuẩn bị về khoác chống nắng dài luôn đó cả nhà. Chắc chắn trời 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 cả áo. Đồng hồ trắng cho Văn Nguyễn. Đồng hồ còn. Trời ơi, thế mới cho em làm rớt gì mà không sao luôn. Rồi đen nâu trắng xám. Đen nâu trắng xám. Đồng hồ trắng cho Nguyên Lê. Này đen. Hai cái trắng. Đen này trai mang được nha. Đen xám nâu trắng thì trai gái mang được mấy cái đồng hồ này. Trai gái mang được, dây của nó giống như dây smart quá. Đồng hồ xám cho Tố Trang Nguyên. Đen nâu trắng xám. Nên fan không có ly này chị ơi. Đồng hồ trắng như Dương Trần. Đẹp ha. Thiệt luôn á, màu nào cũng đẹp hết. Đen nâu trắng xám. Đồng hồ nâu như Thu Hồng. Mặt tròn chờ em xíu, mặt tròn như còn có mấy cái à. Mặt vuông, mặt tròn, mặt nào cũng đẹp. Cùng một chất, một dây, siêu siêu đẹp luôn cho mấy chị yêu. Cái này mang hoài được hoài mấy chế, chừng nào không thích nó bỏ, chẳng bao giờ hư dây hay bong chóc gì hết trơn nha cả nhà nha. Không hư dây, không bong chóc, chỉnh ngày giờ về mấy chế chỉnh lại giúp em. Này đây nè, có pin sẵn rồi mấy chế yêu ơi, mấy chế gì cần mấy chế về mấy chế tháo này ra nè. Đó, tháo này ra ha, bấm này vô là ha, pin nó chạy bình thường. Còn xám, nâu, trắng, đen. Rồi chế nào chốt đồng hồ nó chốt lên giùm em nha. Đen nâu trắng xám. Rồi ok, chị Nguyên Lê là một đen một trắng á chị. Rồi đồng hồ còn đen nâu trắng xám nha mấy chị đẹp có rồi. Thêm gì ta? Quần. Quần đầm xét xanh kẽ luôn. Quần đầm xét xanh kẽ luôn. Thôi chừng. Thôi chừng con để một tròn nó thấy vô chung chung nha. Lột quần ra. Lột quần ra. Nhanh lên. Nhân lại lột đồ. Đồng hồ nâu cho Mỹ Kim. Size 29. Size 29 này mấy chị đẹp. Trời ơi, em nói phong quần này mê lắm luôn á. Nửa nhận quần này về hả, bỏ luôn quần gì cover bình lưu hay là mấy quần kia cũng không xịt bằng nó. Đồng hồ là 125. Đúng rồi, mặt vuông 125, mặt tròn 129. Rồi cả nhà yêu nè, size 29 nè. Rồi size 29 comment A29 99.000. A29 một cái. A29 cho em. Comment A29. A29 này size 28. Chốt B28. Dạ được rồi Thúy Nhi. B28 cả nhà. Ủa chất trinh nè mấy chế ơi, mê lắm luôn á. Mê cái chất trinh 99.000. Thầm á mấy. Rồi B28 nè. B28. À chị Yến hay rồi, chị vào trong tin nhắn chị nhắn cho em cái địa chỉ mới nha chị ơi. A29 và B28 lên bộ mặt cho mấy chị yêu nha. A29 cho Phan Văn Khoảng. B28. Chị Yến hay đi vào trong tin nhắn nhắn cho em cái địa chỉ mới liền nha. Phải không ta? Bộ mặt nè. Nâu vàng trắng. B28 cho Thảo Phạm Phạm. Chị Yên bữa nay có like đồ mặt nhà không chị? Có chứ. Rồi bộ mặt 55 chiếc K16 rồi về ok. Dương Trần có đồng hồ trắng rồi chị. Nâu vàng và trắng. Bộ mặt có nâu vàng trắng. Bộ mặt 99k. Bộ mặt hàng thiết kế mấy chế yêu. Từ 40 tới 55 cái độ vàng ok, nâu vàng và trắng. 99.000. Chế nào lấy bộ mặt chốt bộ mặt kèm màu. Comment bộ mặt kèm màu giùm em, nâu vàng và trắng. Nâu nè, quần có túi, quần lưng cao có túi hết mấy chị đẹp. Nè, quần lưng cao và có túi hết. Bộ mặt có nâu vàng trắng 99k. Chế nào lấy bộ mặt thì comment bộ mặt kèm màu. Bộ mặt nâu vàng và trắng. Đây, bộ mặt đây. Bộ mặt nhà tôn hai da. Ủa nhà mà tôn hai da bây giờ đẹp lắm luôn. Xíu em lên ha. Bây giờ em lên cái bộ mặt này cho mấy chế. Hôm nay chỉ có một mẫu nguyên này về một. Nâu vàng và trắng 99.000. Chế nào lấy bộ mặt thì comment bộ mặt kèm màu cho em. Linh Tinh có đồng hồ sáng. Linh Linh ha, hay Linh Tinh, Linh Linh. Đồng hồ sáng cho Linh Linh. Chị Linh Linh là này đặt hàng bên em chú ý nghe máy hồi chốt nha chị ơi. Bộ mặt 99k kèm màu giùm em nha. Nâu vàng và trắng. Bộ mặt vàng cho Mỹ Kim. Nâu vàng trắng, comment bộ mặt kèm màu phải đẹp lắm. Bộ mặt vàng nâu cho Thu Mỹ Huỳnh. Trắng là mấy chế nhìn thấy không? Không hề mỏng một miếng nào nhá. Cái vải này dày đẹp, vải hàng thiết kế. Bộ mặt vàng cho Hoa Thanh Xuân. Rồi nâu vàng trắng, quần có túi hết. Nâu thì bộ rất là tây. Bộ mặt vàng Uyên. Nâu thì rất là tây. Em mà một khi em đã thích làm quốc 3 bộ 3 màu. Nâu vàng trắng từ 40 tới 54 cái camera 6 rồi về ok. 99k.
bộ mặt vàng cho chút quần. Mấy chị thấy mấy này nó tiện không? Mặc làm gì cũng được, đi đâu cũng được ha. Làm gì cũng được, đi đâu cũng được hết trơn. Nâu vàng trắng. Nâu vàng trắng 99.000 nguyên bộ nè. Bộ mặt vàng cho Trâm Bảo. Nâu vàng trắng, bộ trắng bộ mặt nâu cho Su Si Duyên. Em nhét cái nâu trước nha. Từ chị ra cái nâu trước. Quần có túi ha. Nâu vàng trắng. Đồng hồ yên còn. Bộ mặt 99.000 kèm hàng cho giùm em. Bộ mặt vàng cho Thu Thảo. Màu nâu tây lắm nha. Màu nâu này không hề kém da mà cực kỳ tây. Bộ mặt nâu cho Nguyễn Thị Ngọc Ánh. Thiệt luôn. Màu áo thun phun rộn trong em. Có chứ nè. Ở thun của em là đợt này là đa số thun với kiểu áo tao bao là nhiều. Áo tao bao về nguyên một lô tao bao em chưa có lên được luôn rồi. Tại sao này thổi một phần chung thun cho mình dễ mang dễ mặc nha cả nhà nha. Còn nâu vàng trắng luôn. Dạ đồ bé chưa chứ đẹp ơi. Giờ cho em xả từ giờ tới tối cho mấy chế. Em á là em cũng muốn bán cho mấy chị nhưng mà không cho thôi em ơi, nghỉ qua dịch đi. Sống qua dịch đi rồi tính. Cái giờ hả? Tình hình dịch căng quá à, không biết chừng. Người ta cứ tới nhà mình không lấy hàng hả? Còn áo nghiêm xem không? Có, áo tao bao xem có. Mỹ Kim hồi nãy có bộ mặt vàng rồi nha, chị ở lấy thêm bộ mặt nâu thì comment lại thêm nha. Nâu vàng trắng. Nhìn cái tay nó rủ đẹp ha. Cái tay của nó rủ đẹp lắm. Còn có rồi nha chị. Bộ mặt còn nâu vàng trắng nha, chế nào lấy thì chốt lên tiếp giùm em nha mấy chị đẹp nha. Ba màu, nâu vàng và trắng. Xịt để em xếp đứa hộp xịt cho đây. Cho cô Linh like đi. Đây, xịt lên cho mấy chị yêu. Em còn mấy hộp? Còn mấy hộp xịt đúng không? Còn được mấy hộp xịt thiên nha. Xịt này thì chế nào chê em cho trả. Em nói thiệt, cái hàng này ai chê cho trả. Vì 10 người mua 10 người ưng hết cả 10. Hàng này nó là thành thương hiệu rồi ha. Đây, một hộp của nó là 5 quần. Một hộp của nó là 5 quần. Từ 40 tới 62 ký độ về ok cho em. Chất nè. Chất này là thông hơi, thoáng, thoát nhiệt và kháng khuẩn ha. Nói chung là mang cái xịp này nè, nó không có bị hôi. Không có bị hôi, nó thông thoáng dữ lắm. Nè, đáy quần của nó đây. May 2 lớp, xịn sò. Rồi quần là 79.000 một hộp 5 cái. Hàng này có loại 2 nữa nha cả nhà nha. Nhưng mà em không bán loại 2 đâu, loại 2 form nhỏ hơn nè. Và cái chất nó không có được đẹp bằng, nó mỏng hơn nữa. Để mà giá nó rẻ hơn mà thì nó sẽ tiết kiệm như thế. Còn em thì em không lấy loại 2. Tại vì trên với lại 1 có đâu có nhiêu tiền đâu. Trên với lại 1 có chừng có mấy ngàn, 10 ngàn, mấy ngàn à. Mà họ mua loại 2 chi mặc cho nó không có được đẹp, không có được bền ha. Đây, loại 1 xịn sò, form to, chất nè, dày và đẹp. Rồi một hộp là 79 ngàn. Hai hộp xịn cho Nguyên Lan. Em nói mua giá rẻ hơn một là hộp. Tại vì nó có loại 2, nó có chào loại 2 nữa. Cho Thu Mai Nguyễn. Nè, một hộp cho Trần Thị Nhung. Nó mít màu như thế ha. Nó mít màu xinh đẹp. Một hộp cho Anita. Mấy chị nhìn chất nè. Bình. Dày lắm luôn, mang cái này nó không có bị giãn, không có bị mất form nhá. Mang qua hai chừng nào mà hả, lũng đáy thì bỏ. Nó thiệt luôn á. Đồng hồ cho Ngọc xịt. Dân. Mang xịt đa số hả, lũng đáy thì bỏ. Đồng hồ xám cho Bích Thùy Dương. Hoặc là mang mấy tháng cảm thấy mà à nó cũ rồi, mình muốn thay quần mới thì mình thay. Đúng rồi, 5 cái. Một hộp 5 cái, mở ra. Cái body bên em lúc nào cũng còn hết nha mấy chị. Một hộp cho Trâm Bảo. Một hộp cho Ngô Thu. Nhét luôn đi nhé, sao giờ không nhét luôn. Chuyển nó còn nhét rồi tới chiều nữa. Một hộp cho Ngọc Hà. Hộp 5 cái. Một hộp cho Linh Linh. Còn Linh Linh vào đọc tin nhắn và cho em liền cái địa chỉ luôn nha. Để chốt thêm nha. Hai hộp cho Nguyễn Thị Ngọc Ánh. Chốt tranh thủ để dành mặt này mấy chế. Cái này hả, mẹ mặc được, con mặc được. Bao nhiêu cái, bao nhiêu hộp? 16 hả? Một hộp 16 cho bé Phan. Một hộp cho Mỹ Như Nguyễn. Chị nào hỏi là chị chốt được chưa? Còn một hộp cuối cùng, chị nào hỏi chị chốt được chưa không biết. Đừng nói hỏi xong người ta chốt hết, chỉ chưa chốt được nữa. Không biết ai hỏi. Hình như là chưa. Chết. Bởi vậy chuyên luôn đó. Bộ mặt trắng cho Nguyễn Kim. Hỏi mà chốt chậm là người ta chốt hết. Tại vì có dạ, mấy hộp đó. Mai Nguyễn. Rồi còn một hộp cuối cùng á. Dạ được nè, Ngô Thu. Một hộp cho Lan Tiến Bằng. Rồi bây giờ lấy gì? Một xịt với một body Phước Phước làm gì? Còn xịt không? Ra cho Phước Phước đi, ai xả để cho Phước Phước. Ok, Phước Phước một hộp xịt một body. Rồi bây giờ lấy gì? Tiếp cùng Rin và bộ mặt nhà xem kẻ nhau nha con. Đây bộ mặt nhà nhé. Cùng Rin và bộ mặt nhà đậm vải luôn ha. Bộ mặt ngắn con hay chưa? Hôm nay có đồ bé không chị? Có đồ bé đó nhưng mà chắc tối lên nha cả nhà ơi, chứ giờ chưa có soạn được nè. Đây, tiếp xin.
Xịn sao? Hả? Quần jean này có màu đen không? Cái gì? Quần jean này có màu đen không? Không. Hình như không biết, không biết, hình như có một cái hai cái gì thôi hay gì. Như là 3 cái màu chính nha. Không biết có không á. Không, ý là màu nào, nếu mà có màu đen là còn tốt, còn không thì lấy 3 cái màu chính. Được rồi, ok. Rồi cả nhà ở đây size 29 chốt giùm em mã số là bên có rồi nha chị ơi. Rồi chốt giùm em mã số là U29. U2999 nha. Comment mã U29 cho em. U29. Comment mã U29. U29 đường cái một. Quần jean này nó có nhiều size lắm mấy chị ơi, cho nên là mấy chị theo dõi like giùm em nha, nó tùm lum size được. Nó tùm lum size mà đủ kiểu hết trơn á cả nhà ơi. U29 cho em. U2999 ngàn. Mà chất thì em sẽ bao nha. Em bao mặt. Đây em bao mặt. Em bao chất dày. Em bao chất xịn. Còn U29. Rồi đen 28 nè. Còn cái body này chị Thơm Huỳnh. Đây em cho em dung dịch cho bé Phan. Rồi đen 28 nè. U29. Rồi đen nha cả nhà ơi. Đen 28. Chất đều co giãn. Co giãn hơn quần legging nhiều. Mới chế nhìn cái chất co giãn em kém nha. Co giãn cực kỳ đã luôn. Có độ đàn hồi thôi đúng không? Đen 29 U. À đen 28. U29 và đen 28 cho nấm hiên. Rồi size này size 27. Lưng cao. Ok Mỹ Như Nguyễn nè. Rồi size 27 ha. Comment giùm em mã số là. Rồi E27. E2799 nha. E2799 nha. Chốt E27 giùm em. E27 giúp em nha. Comment okay, mã E27. Ý cái này. Trời ơi đã chưa cả nhà. Ổng xuông nha, ổng xuông nha. Còn phổi một miếng đoạn trung thân thì sao nè. Rồi size này size 26 thôi ha. Nhưng mà 26, 27 mang ok hết á. Vì có miếng trung thân này và coi dễ cực kỳ tốt. Còn mã E27 đúng không? Rồi này comment giùm em mã số là E27 cho Trần Mỹ Linh. Rồi này size 26 là comment giùm em mã là xanh 26. 26, 27 mang ok. Xanh 26 coi quần coi dễ nè. Xanh 26 cho cục tôn hai da luôn con. Rồi xanh 26. Có áo nam không chị? Áo nam chưa? Xanh 26 vô lâu lê biết đó. Rồi xanh 29 nè. Trời ơi thiệt tình luôn á. Rồi comment giùm em mã là suông 29. Suông 29 nha, ổ suông á. Suông 29. Comment mã suông 29 99 nè. Suông 29 giùm em. Comment mã suông 29 cho mấy cái quả tôm hai da nè. Cái vải của nó đẹp cực kỳ luôn. Nó gần như là tôm hai da gì nó đẹp hơn vải tôm hai da nữa. Mà nó không có bị nhanh nha cả nhà nha. Không có nhanh. Cái này mặc nhà thì bao xuống. Không phải kate đâu. Cái này không phải kate nha. Nó mềm, nó mượt hơn kate. Nó dạng giống như là tôn hai da. Vải sướng lắm. Nó mượt. Đẹp hơn lũa hàng. Xịn hơn lũa hàng. Đây 55 ngàn nè. 55 ngàn. Dương Trần có đồng hồ rồi nha chị. Nó may cái quần siêu đẹp. Nó may cái quần siêu đẹp. 55 ngàn. Rồi comment 55 hồng. 55 ký độ về ok. Comment 6 55 hồng. Vải này không có nhanh. Vải này siêu má siêu đẹp. 55 cam 55 hồng. 55 vàng. 55 vàng. Giống không ta? Giống không? Giống. Phải không? Hồng vàng. 55 vàng. Cái vải của nó cực kỳ đẹp. Không phải kate. Kate thì em sẽ nói kate. Nó giống như dạng tôn hai da mà nó mướt mượt. Không bị nhăn. Tôn thì hai nhăn đúng không? Này không nhăn nha. Vàng 55 hồng. Hồng. Vàng hồng đỏ nè. Cho Lina nè. Vàng hồng đỏ xanh cam. Vàng 55 hồng. Cho Thảo vàng vàng. Còn vàng đỏ xanh cam. Ôi vải này em bao mãi luôn nó mấy chị đẹp. 55 vàng thanh ngân. Còn đỏ xanh cam. Còn vàng này. 55 vàng cho nhàm chinh. Rồi còn đỏ xanh cam này. Quần là có túi nha cả nhà ơi. Quần có túi mà nó may cái ống này siêu đẹp chưa. Ống hết 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 lên nó mặc cái đùi đẹp lắm luôn. Còn đỏ xanh cam. Đỏ xanh cam chết đây. Còn đỏ xanh cam nha. Em lên xanh kẻ quần riêng đồ mặt nhà đầm váy cho mấy chị luôn. 55 còn đỏ xanh cam. 55k quần có túi. Chất bao đẹp. Đỏ xanh cam. 60kg là không vừa đâu chứ. Đó là bạn này có hồng rồi nha chị ơi. 55 đỏ cho chị ăn. Còn đỏ xanh cam. 55k. Nói chung là mặt đẹp, mặt xịn hơn Spin nữa. Còn đỏ cam. Quần có túi. Còn xanh đỏ cam luôn. Rồi xanh đỏ cam quần có túi nè mày. Cam cho Queen Farm. Còn đỏ xanh.
55 xanh trên trên mũi. 55 đỏ. Đỏ. Bây giờ bữa ba tổ kêu hết chịu có còn một chai. Không? Kiểm thấy hả? Rồi cái này size 29 là phải hồi nãy có hồng nữa chị ơi, bây giờ lấy thêm bỏ comment là thêm giùm em nha. Rồi size 29 cả nhà yêu dấu ơi. Size 29 99 rồi, 5 ngàn. Rồi đỏ cho Mai nha anh Đào hết. 55 đỏ. Đỏ. Rồi cả nhà ơi, A29. Rồi, thêm 29. Bộ mặt vàng cho chị Nguyễn Kim nè. Bộ mặt vàng. Rồi bộ A. Bộ mặt có mấy chị ơi, bộ mặt. Bộ mặt còn trắng nâu vàng. Hết vàng còn. Còn còn một. Trắng nâu vàng. Bạn vệ sinh còn không chị? Bạn vệ sinh còn một combo một. Rồi một combo cho Mỹ Trang nè, hết luôn. Bạn vệ sinh này của nhà các nhà ơi, đã lắm luôn đó. Cái gì đây? Hả? Còn đỏ đúng không? Đúng rồi. Rồi thêm 55 đỏ cho Thảo Phạm Phạm nè. A29 cho Mai Anh Đào. Đây còn mấy cái khăn anh em nhưng nó chị đẹp luôn. A29 cho Huỳnh Nhi. À, xét khăn bên em các chị ơi, xét khăn thần thánh, em phải nói là nó thần thánh lắm lắm luôn. Thường mới chốt được 55 là xong rồi đó nha chị ơi. Xét khăn em còn bé xét bán cho nó hết. Tinh dầu một chai nè. Rồi một tinh dầu cho Hồng Nhung nè. Này xét khăn thần thánh cả nhà yêu ơi. Cái này em lấy màu ngẫu nhiên cho mấy chị đẹp nha. Tại vì còn có bánh xét nào lấy màu ngẫu nhiên ha. Màu nào cũng đẹp. Xét khăn 79 càng xét gồm một khăn chùm đầu và một khăn tắm. Đây cho mấy chị coi cái xét khăn. Gồm một khăn chùm đầu và một khăn tắm. Đây khăn tắm. Khăn tắm em nói làm cái mền đắp cũng được nó. Đắp thành cái mền cũng được nó cả nhà. Chớp nè. Chớp nè, chớp khăn nè. Rất rất là to. 70 x 1m4. Khăn này là khăn 70 x 1m4. Cực kỳ to, khăn tắm là 70 x 1m4 ha. Rồi khăn chùm đầu đây. 79 càng xét khăn, chế nào lấy xét khăn, chốt xét khăn. Chế nào lấy xét khăn, chốt một xét khăn giùm em nha. Không phải xin lịch sự bỏ một đen đàng hoàng luôn. Rồi xét khăn cả nhà yêu ơi, chế nào lấy xét khăn, chốt xét khăn cho em. Xét khăn 79 ngàn. Thiệt 79 ngàn hai cái này, đi đâu kiếm có. Cái khăn này mấy chế ơi, mấy chế đầu mấy chế đang ướt, có mấy chế chỉ cần ịn vô một cái là nó rút nước, nó rút khô ráo luôn. Bộ mặt là 99 ra nha mấy chị. Bộ mặt là lưng thông hộ luôn. Đây, đằng trước là lưng này nè. Đằng trước là lưng này, phía sau lưng thông. Xét khăn cho Queen Fan. Đằng trước lưng này ha. Phía sau lưng thông. Nguyễn Kim có thêm bộ mặt vàng nữa chị ơi. Xét khăn cho Mỹ Trang. Xét khăn cho Trịnh Anh. Đó bên phía sau lưng thông cho mấy chế dễ mang dễ mặt. Đằng trước là lưng này Minh nè. Xét khăn cho Nấm Liên. Xét khăn nghe lời em, cái xét khăn này nó tuyệt vời. Thêm một xét khăn Trịnh Anh. Nói thiệt nó tuyệt vời lắm lắm luôn. Xét khăn cho Lê Thị Trang. 79 ngàn mà hai cái này mới chế tính đi. Còn xét con thọ không chế. Còn luôn, quốc luôn. Xét khăn cho Loan Nguyễn Loan. Dạ còn nha Phương Thảo Hà. Thanh lý môn hộ luôn. Rồi xét khăn còn. Xét khăn cho Anita. 11 xét. Bỏ luôn đi con. Bỏ luôn đi. Chánh xét khăn cho Hương Bùi. Mất con xíu nữa bỏ. Xét khăn cho Nguyễn Xuân. Đúng không? Cái xét khăn hả? Thấy chưa bé nhau? Bao nhiêu xét? Mười mấy xét? 11 xét. Thấy xét khăn. Bộ mặt 99k chứ đẹp ơi. Bộ mặt 99k có nè. Vàng, nâu và trắng. Mấy chế đừng có sợ màu trắng mỏng nha cả nhà. Vì cái vải này là hàng thiết kế nên là vải dày dặn siêu đẹp nè. Mấy chế nhìn mấy chế có soi ra được gì không? Không hề thấy cái á. Không hề thấy gì luôn đúng không? Màu trắng không hề mỏng đâu mà mặc màu trắng lúc nào cũng đẹp hết trơn á cả nhà. 054 55 gì? 79 ngàn. Ủa là từ tối giờ chứ biết giá xét khăn không? Rồi quần mặt. Phía trước là lưng này nè ha. Phía sau làm lưng thun cho mấy chị dễ mang dễ mặc. Có túi, lưng cao có túi. Xét mặt có nâu vàng và trắng. Xét mặt có nâu vàng trắng, màu nâu tây lắm. Màu trắng thì siêu sang, màu nâu thì rất là tây. Nâu vàng trắng 99 ngàn. Vàng còn một xét, nâu còn mấy xét. Nâu và trắng thứ còn mấy xét nữa. Xét mặt nâu vàng trắng nè em. Nâu vàng và trắng nha mọi người ơi. Bộ mặt vàng với Yến Phàng. Xét vàng. Bộ mặt còn trắng nâu. Bộ mặt còn trắng và nâu. Từ 40 tới 54. Đang lên nè mấy chị. Đang lên luôn. Lên lộ sổ nha lên. Mỗi chị đòi một kiểu em không biết đường nào em lên luôn đó. Từ từ em lên nha. Bộ mặt còn trắng nâu. Bộ mặt còn trắng nâu nha quý vị. Hai con bao bỏ cho Hồng Nhung. Chắc khăn em hết rồi chứ đẹp ơi. Đưa bỏ đây cho mấy chị đi coi luôn. Bộ mặt còn vàng không chị? Hết em yêu. Còn trắng nâu. Đơn này là ngày mai bên em chốt đi đơn hết nha mấy chị ơi.
rồi mình tạm chia tay nhau nhé. Bộ mặt trắng cho Trang Kiều. Mỹ Trang hồi nãy gì? Hồi nãy hả? Em thấy em không biết mấy em thấy đây chị Mỹ Trang có cái mã là đồng hồ đen nè. Hình như là có đấy chị. Ấy vậy. Bộ mặt nâu cho Cao Cẩm Nhung. Hai con bo bò cho Phương Thảo Hà. Ủa đẹp chưa? Cái quần đẹp ghê luôn á. Size 26. Size 26. Giãn nè mấy chén nhìn thấy không? Cái này bên trên size được vì cái độ giãn của nó maximum. Cái độ giãn của nó sướng lắm luôn. Nói này comment giùm em mã A26. A26 99 ngàn. Cái độ giãn cực kỳ. A26 99 ngàn. Chốt A26 cho em. Chốt A26 giùm em. Comment A26 99 ngàn. Này size 26 luôn nè. Đen 26. Cái độ giãn của nó sướng lắm mấy chị ơi. Mấy chị ơi, cái độ giãn của nó nè, mấy chị nhìn thấy không? Không có một cái quần legging nào mà giãn bằng nó luôn á. Cái hàng jean này lâu lâu em mới có nè. Rồi đen 26. Comment đen 26 giùm em. Cái quần jean này lâu lâu là em mới có, nhưng mà có thường xuyên đâu. Đen 26 99 nè. Hàng 139 em xem. 26 với Hương Hương. Em xem 99. Ủa? Rồi combo bọ nè. Cho mấy chị yêu coi nha. Mỹ Trang không có đồng hồ đen mấy chị ơi. Đây con bọ này nè, con bọ này mấy chế biết nó để làm gì không? Để dán cho tường này nè mấy chế, mấy cái tường gạch á. Dán cho mấy cái tường gạch này nè. Mình à, trong phòng tắm á thì mình dắt kem đánh răng, dắt bằng chải đánh răng. Rồi hả, mình có thể là dắt ngay bếp á. A26 và đen 26. A26 chốt rồi hả? Rồi mình dắt trong phòng bếp á thì mình có thể là để đũa, để muỗng, để dao, để đồ dùng gì cũng được ha. Rồi mình dán ngay góc học tập của con mình á thì mình để bút, để thước, ghim. 54 cái cam 26 là vậy ok ha. Đen 26 ngô thu. Nay mình dán được nhiều chỗ lắm. Phòng tắm thì mình dán để mình để kem đánh răng, bàn chải đánh răng. Bếp thì mình để dao, để đũa, để muỗng, để gì cũng được hết trơn. Rồi góc học tập của con thì mình để mình dán để cho bé ghim bút nè, ghim thước nè. Cái này dễ sử dụng lắm mấy chị. Bộ mặt còn nha mấy chị ơi. Bộ mặt còn trắng nâu. Đây mấy chế về mấy chế dán. Cái miệng sao là hả? Cái gạch. Gạch gì ta? Gạch. Một bộ mặt nâu cho Nguyễn Thị Thanh. Gạch bóng á, gạch bóng và trơn là ok hết. Mấy chế về mấy chế lấy cái này mấy chế gắn vô nè. Đồng hồ là 125k nha. Đồng hồ đang mang 125. Chưa bao giờ đồng hồ mà có giá rẻ như thế luôn đó các bạn. Đấy, đây mấy chế. Gắn vô như thế này rồi mấy chế dán vô tường. Dán vô tường. Dán phòng tắm, phòng bếp, phòng gì cũng ok hết. Đây, dán vô tường như thế là nó ăn. Dán vô tủ bếp nè. Rồi phòng tắm hay cái gì cũng được. Ghim, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, bút, thước, rồi muỗng đũa gì cũng được hết trơn ha. Có hai con bo, còn một con bo là hai con, giá là 29.000. 29.000 hai con bọ như thế này ha. Hai con combo bọ nè. Em mix màu lộn xộn của hai con lấy hai màu khác nhau cho mấy chị đồng yêu hồ ha. Này là khác đồng hồ tối này chị. Ở đồng hồ tối là mặt tròn, cái này là mặt vuông ha. Cái chất liệu y chang nhau, cùng thương hiệu hết trơn luôn, nhưng mà cái hồi tối thì mặt tròn, cái này mặt vuông thôi. Mấy chế thích mặt nào thì mấy chế chốt. Rồi combo bọ nè. Hai con 29.000. Hai con 29.000 nha mấy chế. Combo bọ kim chi. Nhìn cu te lắm luôn. Đồng hồ có màu gì chị? Đục. Nâu xám trắng. Đen. Hai combo bọ cho Thương Bùi. Hai combo tức là 4 con á. Một combo 2 một con. Một combo cho Thuyên Phan. Một combo 2 con, hai combo 4 con. Một con bo cho Nguyễn Kim. Một con bo cho Châu Thảo. Mấy rồi bé ơi? Đọc. Năm rồi. Một rồi. Hai con bo bỏ cho Đoàn Vân. Rồi, đọc tiếp. Một con bo bỏ cho Yến Phạm. Một con bo bỏ cho Trang Kiều. Một con bo bỏ này là hai con đó nha. Một con bo là hai con nha, cả nhà nha, 29.000 hai con. Một con bo bỏ cho Hoa Thanh Xuân. Một con bo bỏ cho Linh Linh. Một con bo bỏ cho Nguyệt Minh Ba. Này mà lấy này mới bỏ. Một con bo bỏ cho Châu Linh. Không thèm cho gắn nữa. Bỏ cánh cam. Một đồng hồ xám cho Nguyễn Thị Thao Xuân. Lấy như đồng hồ xám. Lấy như đồng hồ xám ra. Đồng hồ 125k nha mấy chị. Một con bo bỏ cho Nguyễn Như Nguyễn. Một con bo bỏ cho bé Phan. Hương Bùi có rồi nha chị.
Rồi chế nào lấy một combo hay chốt một combo giùm em. Combo là hai con dễ gắn lắm luôn. Chỗ nào gắn đó. Tủ bếp nè, rồi bàn góc học tập của con nè ha, rồi trong phòng tắm nè. Gắn ok hết, muốn dắt cái gì đó dắt. Hai con hay chị. Combo bỏ cho đoàn con. Rồi ok, đồng hồ mặt tròn để em xíu nè. Hai combo bỏ còn mấy con á. Mặt tròn nữa đây. Mặt tròn mà tốn nha. Rồi mặt tròn bây giờ còn sám trắng 129 ngàn. Mặt tròn hồi tối mới mang cái rồi. Bao hàng mang, bao hàng xài, bao đẹp luôn. Mặt tròn đấy. Chứ em thích mặt vuông chốt mặt vuông, thích mặt tròn chốt mặt tròn. Mặt tròn, mặt tròn có sám và trắng. Mặt vuông thì còn sám, trắng, đen và nâu. Rồi trẻ nào lấy đồng hồ mặt nào thì chốt đây. Mặt tròn là 129, mặt vuông là 125. Rồi đồng hồ kèm mặt kèm màu luôn nhé, tại vì nhé. Một con bao bỏ cho Lan chính vào. Đồng hồ mặt tròn trắng cho Kim Chi. Tròn hoặc là vuông kèm màu. Tròn trắng, tròn xám. Vuông trắng, xám, đen, nâu. Tròn. Quần còn nhiều cả nhà ơi. Em xoay nãy giờ luôn đó cả nhà, từ từ em lên hết cho mấy chị nha. Yên tâm lên mấy chế cái gì em cũng lên hết trơn. Rồi tròn, trắng, xám. Vuông thì còn trắng, xám, nâu và đen. Nhớ giùm em lô này toàn bộ là hàng 129 hết đó mấy chế yêu ơi, mà xả lỗ giá 99k. Rồi 99k xa 29 chốt A29. Chứ nữa em bán lại cùng Rin 139 thì mấy chị kêu ủa sao đợt trước bán có 99k, vì cái này là xả lỗ nè. Xả lỗ đây nghỉ dịch đó. Chứ lấy vô toàn là 1 2 mấy hết trơn nó mấy chị đẹp. Rồi cả nhà ơi comment giùm em mã là nhiêu? A29181. A29 cho Ngọc Dân. Đang tính bằng có con bao bỏ đó chị. Trời ơi đen, đẹp kinh khủng hết. Đen 26. Đen này sang 26, 27 mang ok chốt nè. Tại vì mấy chế nhìn thấy không, quần legging mà còn cộng lên mấy ký một size, thì tại sao quần này không lên size được, vì nó co giãn hơn quần legging nữa nè. Đen 26. Nó dẻo lắm luôn, cực kỳ dẻo dai luôn. Rin này em nói mấy chế nhận về là mấy chế chỉ có khen nứt nở 99 nha. Đen 26. Đen 26 cho em. Comment đen 26. Này em này, phố nè mấy chế nè. Gài nút nè, hoàng về phía này nè. Đó, cắt khuy và gài nút. Còn đen 26. Đen 26 với nhà Trinh. Này sang 27. Dạ, kem body bên em còn cho Lê Kim Loan. Chốt khuy 27. Đây cho mấy chị coi kia kem body nè. Khuy 27 chị Lê Kim Loan có bao giờ xài kem body bên em chưa? Body bên em là body Livy của Thái Lan. Đây mấy chị đẹp nè. Chị nào đang xài feedback liền giùm em. Nói thiệt là em bán kem này nè, lâu lâu em mới đưa lên em giới thiệu cho mấy chị thôi. Em xài và em bán cho khách em. Khách em mua đồ hầu như 10 chị hết 9 chị xài kem này nè. Và hết kem thì cứ nhắn tin lại kêu lấy bỏ vô thêm thôi. Tại vì kem này bên em lúc nào cũng có hết. Nên là yên tâm nha, không có sợ đứt hàng. Đây, Livy của Thái Lan. Chưa bao giờ mà kem body mà giá rẻ đến thế luôn. 79 can hộp, nghe hết hồn hú hồn luôn đúng không? Hú hồn luôn. Hoặc cái kem này em bán không phải là giống như là mấy cái hàng kem của Việt Nam mình mà cứ bán phải giá gấp đôi gấp ba lên. Quy 27 hả? Kem của Việt Nam mình biết sao không? Bán theo dạng đa cấp theo hệ thống á. Ví dụ như lấy 1 hộp 50 ngàn đi. 10 hộp á thì còn có 30 ngàn vốn. Sám tròn cho Mỹ Trang. Rồi 100 hộp á thì còn có hai mấy ngàn đó. Bán lời quá trời lời luôn. Còn kem này em bán hộp lời có mấy ngàn à. Nên mấy chị đừng có so sánh giá nha cả nhà nha. 79 can hộp Livy của Thái Lan. Em bao chuẩn hàng Thái Lan 100% luôn. Em bao chuẩn hàng Thái Lan. Mấy chị coi chất kem cho em. Chất
này không phải kem trộn, kem chiết không phải kem gì hết trơn nha cả nhà nha. Em nói ra không phải em kỳ thị kem trộn đâu, nhưng mà người ta nói ủa kem nào không phải không trộn, kem nào cũng trộn hết, nhưng mà mới chết người ta trộn kem công ty là theo công thức, hàng của người ta là hàng có trộn có công thức, chứ không phải muốn trộn cái gì là trộn, chứ không phải muốn trộn cái gì là trộn mà mấy chế hàng. Nhìn chất kem đúng không? Rồi em xức cho mấy chế yêu coi, chế nào mà xức kem này bị bết rít nhắn tin trả lại kem em thiệt luôn, không bết rít này. Hồi tối em test xong vẫn còn dấu sâu trên tay em nè, cái sâu hồi tối em test á này mấy chế, em rửa dữ lắm rồi mà vẫn còn dấu sâu trên tay á mấy chế thấy không? Tối nào cái tay này là tay test xong, xức vô cái đâu là thấm tới đó luôn. Mấy chế xức cái kem này, kem nó sẽ cho da mấy chế trắng bằng màu kem. Đây màu kem của nó là màu vàng ngà như thế này đúng không? Bây giờ kem body cho thơm hồn. Bây giờ em test kem không có lên tông nữa, vì biết sao da em trắng bằng màu kem rồi. Nói thiệt không phải tự tin chứ mà nói thiệt là như vậy đó, hồi trước da đâu bao giờ trắng được gì đâu. Một kem body cho mai ngâm. Có ai thấy em mấy năm trước không? Da không bao giờ trắng được như vậy hết. Một kem body cho thịt ăn. Đây, từ khi mà bước qua cái loại kem này xài rồi đã hả? Trắng bằng màu kem và cũng chẳng có ý định đổi kem nữa cả nha. Em xài kem này hoài không có ý định đổi kem. Nha, Diễm Hằng. Kem body là 79k một hộp nha mấy chị. Dạ cảm ơn chị Mỹ Trang, xài trắng đã lắm. Mà đã trắng đã rồi nó còn thơm đó đúng không? Và đặc biệt cái ưu điểm của nó là không bết rít. Em mà xài kem nào bết rít em nghĩ liền. Kêu trắng lắm xài đi, nhưng mà bết rít là em không xài. Vì biết sao không? Mình xức kem lên mà lúc nào cảm giác nó cũng hớt rít rít rít, giống như là ở dơ chưa tắm hoặc là bị dính nước đường, nước đồ mấy chế. Cái cảm giác nó rất là khó chịu. Đặc biệt là em không xài được kem nào mà bị bết rít hết, nên là em phải đi tìm cái dòng kem nào đó vừa trắng vừa an toàn mà không bị bết rít nữa. Xức vô tới đâu là nó khô thoáng tới đó. Xức vô tới đâu khô thoáng tới đó luôn nha mấy chị đẹp nha. Và em bao trắng xài hai, là trắng. Hai kem body cho Mỹ Kim. Khi mà ngừng kem mình không kem có bị kem body cho Đoàn Văn. Xài cái kem này nó không hai có bị phụ thuộc vô kem. Nó không bị phụ thuộc. Mấy chế thích xài xài, thích ngưng là ngưng, không có bị hồi da. Ví dụ như đang xài trắng đúng không? Ngưng thì nó sẽ bị đen, nếu mà đối đó là đối với mấy loại kem khác. Còn kem này nè, thích xài xài, ngưng không có bị đen nha. Nó vẫn cứ trắng như thế, nó không có bị đen. 79k hộp, không tin nghe thử, mua thử một hộp về xài có 79k ngàn. Không có nhiều hết, mà mua thử về xài biết đâu từ đó nó thay đổi làn da của mình. Mấy chế thấy khách em feedback cho cái dòng kem này chưa? Feedback cực kỳ đã, em lập nguyên một cái trang riêng để bán kem body này nè. Lập nguyên một trang riêng và bán trên đó hả? Cực kỳ nhiều luôn nó, vì cái đó hiệu quả lắm lắm luôn. Còn kem body không? Ủa ai hỏi kem body á? Hay là mấy chị bây giờ mới lên tới comment nói vậy? Chắc là giờ mới lên. Đồng hồ bao nhiêu chị? Đồng hồ là 125k nha. Đợt trước là bán một lần hai lần hũ màu vàng á. Nhưng mà cũng của Livy này luôn, nhưng mà hũ màu vàng thì xài không có ok bằng kem màu đen này. Kem màu đen này của Livy là dòng Super VIP. Dòng này là dòng Super VIP nè, dòng VIP nhất của cái kem Livy này nè cả nhà. Nên là hả? Xài ngon hơn cái hàng vàng kia nhiều. Hàng vàng là chỉ dạng loại 1. Mới chế biết loại 1 với loại Super VIP thì nó là hai cái đẳng cấp khác nhau đúng không? Loại này Super VIP là đụng nước không trôi. Đó, ưu điểm của nó nè. Đụng nước không trôi, khi đi tắm là phải xài bông tắm á nha, tắm bằng tay bình thường mà lấy sữa tắm mà xoa lên nó cũng không có trôi kem đâu. Phải tắm bằng bông tắm đàng hoàng á. Rồi đó là cái ưu điểm thứ nhất. Cái ưu điểm thứ hai nó hơn dòng mà Livy vàng á là gì? Nó chống nắng. Nó chống nắng cực kỳ. Độ chống nắng của nó là tới 60 cộng. Khi mà mình xức kem này nè, đi ra ngoài hoặc đi tắm biển mình không có cần xức kem chống nắng nữa. Không có cần phải xức kem chống nắng nữa. Đó là cái không. Đó là ưu điểm thứ hai, vừa chống nắng. Kem body cho Loan Nguyễn Loan. Vừa kháng nước và trắng và nó tới đâu là nó sẽ thấm tới đó, thấm khô nha, thấm khô và không bết rít. Nó giống như là nó phủ một lớp nhung trên da khi mà mình xức kem này vô thì mình rời vậy nè. Mình rời vậy nè. Đó là nó rất là mượt. Nó rất là mượt, nó không có một cảm giác bết rít mấy chế trà nè. Giống như mấy cái kem khác mà mấy chế xức á, mấy chế trà vậy bắt đầu nó ra kem đúng không? Còn này trà thoải mái. Trà thoải mái nó không có bị ra kem. Khi mà mấy kem body khác mấy chế xức mà mấy chế trà vậy đi, ngon trà vậy không? Trà tới đâu kem nó ra tới đó, còn này xức tới đâu thấm vô, trà cỡ nào nó cũng ra kem hết. Tay này là do hồi tối em test son nên là còn mấy cái dấu son. Đây son em còn luôn, xíu em test thử cho mấy chế vô coi tí. Kem body 79k, chốt lên mấy chế. Mùa dịch này ở nhà chỉ có dưỡng kem là sướng nhất. Không, dưỡng kem là trắng nhất. Rồi xài và cho feedback liền giùm em nha mấy chế ơi. Chị nào có xài kem bên em á, nhận kem về xài cho feedback liền nha. Để cho khách người ta biết là ô kem bên này có 79 ngàn nó hiệu quả ha. Thấy khách cho feedback hết trời. Một kem body cho Trang Kiều. Kem body 79 ngàn. Một đồng hồ xá mặt vuông cho Phượng Pha. Xá mặt vuông à. Xá mặt vuông giá 125k nha. Đi mua bánh mì á dạng bà con. Xong chưa đi? Xong rồi. Ủa sao vậy? À.
Gì? Ăn rồi hả? Sao? Kem body ha và đồng hồ. Một kem body cho Linh Linh. Một bánh mì để ăn vào kho đi ơi. Rồi size 27 nè. Rồi nằm miếng đi. Rồi 27 nè, lưng cao ha cả nhà ha. Chốt A27 giúp em. Like bán hàng, lo bán hàng, lo ăn uống hoài. Rồi A27 99k. Đây, co giãn siêu tốt, nhìn chất riêng là biết hàng xịn rồi mấy chế ơi, không cần bàn cãi. A27 99 ngàn. Dạ, có kem dùng cho da mặt luôn nha. Đây, bún Cadbury đâu rồi? Giờ không lẽ ai lên lầu lấy hộp bún Cadbury của mình ta? Bây giờ chị xuống lấy bún Cadbury ở trong tủ đây. Bún Cadbury vừa mới về giới thiệu liền luôn, mới xuất hồi tối cái rồi. Hồi nãy giờ em thì xuất bún ca nhân xong á, bún ca trắng da thôi. Bún Cadbury này là chỉ nám và tàn nhang. Bún ca nhân xong là trắng da, bún Cadbury là chỉ nám tàn nhang nha. Bún ca hồng á. Thì đưa lên đây làm cho mấy chế yêu coi. Rồi xe 27 luôn, chốt B27. B27 chắc trên đây. B27 cả nhà ơi. B27 99k. Comment B27. Chốt B27. Comment B27 cho em. Ôi, size 29 à. Còn Rin hôm nay đẹp mê ly mấy chế. Đẹp mê ly luôn. Chắc trên thì em nói nó sẽ còn xịn hơn cover blue nữa mọi người ơi. B27. Rồi C29 nè. C29. Chốt C29 cho em. B27 Trần Mỹ Linh. C29. Comment C29. Lẽ sai thương cái thương kiểu cả nhà. Dạ hết rồi nè Ngân Nguyễn. Sale 99k cho mấy chị. Rõ này size 28 bát nè. Cả nhà có một chưa? Có áo tao bao. Có áo tao bao. Ờ, áo tao bao nha. Áo tao bao, ai mua áo tao bao của bên em đều bị ghiền. C29 cho Đoàn Vân. Rõ này size 28. Đồng hồ còn không phải không chị? Đồng hồ còn đen trắng xám mặt vuông nha. Rồi này comment giùm em mã là Q28. Q28 đây, 4K đây. 4K hồi tối cái hộp hồi tối em bóc siêu á, là em đã đưa lên em xài rồi. Giờ em bóc siêu thêm hộp này nữa. Em lại lấy xài. Ừ. Em lại lấy xài tiếp. Bóc 28 như Willy lên. Mấy chế cái hộp nào em bóc siêu là em mới gửi khách đâu, cái hộp nào em bóc siêu là em lấy em xài. Đây. Dạ chị Thị Hương ơi, bình thường quần này mà size gì thì có size đó nha chị ơi. 4K berry này á. Quần này nó co giãn nữa. 4K berry này, 4K chị nám và tàn nhang. Ai mà bị nám tàn nhang hoặc là ai mà đang có chớm nám, đang có chớm chân nám á thì xả này nha mấy chị đẹp nha. Thì xả 4K berry này. Còn chế nào mà không có bị nám bị tàn nhang mà muốn trắng da thì xả 4K nhân sâm. 4K nhân sâm là 4K em vẫn thường hay bán, 4K truyền thống á. Còn berry này là cái dòng chị nám và tàn nhang. Chế nào bị nám tàn nhang thì xài cái 4K. Đây nè, cứ tới tuổi mới chế. Cứ tới tuổi là bắt đầu là da mình nó dễ xuất hiện cái vết mà. Bát là quy cũng được đó. Quy là bát đó. Ông bát đó. Bộ mặt 9K nha mấy chị ơi. Soi kỹ lắm thì họ cũng giống như là em sợ xuất hiện chân nám á, mờ mờ á. Nên là mấy chế biết sao. Nên là mới xài qua cái 4K berry này nè. Mà công nhận bôi có một đêm tới sáng rồi mặt nó sướng. Trời ơi nó sướng dữ lắm cả nhà ơi. Ủa, 328 là mã. Ủa chị hóa, chồng em đọc mã xong em quên. Là sao, là ai chốt được vậy? Nguyên Lê. Trời ơi, sorry mấy chị nha. Chờ mã sau đi cả nhà ơi. Em đọc xong em quên nó rồi hả? Không biết chốt làm sao. Thơm kinh khủng luôn, thơm trái cây lắm. Cái này là cục xà bông nó tặng kèm. Tặng kèm cục xà bông để chi? 4K nhân sâm là 4K kia. Đúng rồi, 4K nhân sâm là 4K trắng giá. Dương Khanh thấy chế đẹp ơi, tại comment chạy nhanh lắm em rồi, không biết không trả lời kịp á nè. Mấy chế nè, ai mà hả em trả lời không kịp mấy chế hỏi lại giùm em nha. Còn 4K berry nè là chị nám và tàn nhang nha. Chế nào lấy 4K nám thì comment 4K nám đi. Rồi kia 4K nhân xong đi, 4K nhân xong là trắng da, còn này 4K nám nè, nó tặng kèm cục xà bông để vừa rửa mặt vừa tắm body được nha, tắm bản thân được cho mấy chế. Rồi, coi chất kem 4K trắng da cho mi bùi, 4K nám nè, 4K nhân xong là trắng da. Đây 4K chị nám nè, hồng xài nào chị? Bún cá mấy chế xài 4K nhân sâm cũng được. 4K có 4K mụn đó, 4K nhân sâm là trắng da, còn 4K này chị nám có 4K mụn đó, mà 4K mụn em chưa có nhập. C29 nha chị Dương Thanh. Đẹp, cái màu đẹp ghê gớm không? Này 4K berry, màu đẹp kinh khủng luôn. Cái chất kem này bôi tới đâu thấm tới đó, bôi tới đâu là thấm tới đó. Mấy chế sẽ hả? Thấy một lần
Công hiểu ngay từ lần đầu tiên sử dụng, ban đêm bôi, sáng ngày rửa mặt một cái là thấy hả, đẹp liền luôn. Là bún ca nám của em. Chế nào bị nám hay bị tàn nhang thì chốt bún ca nám giùm em. Chế nào mà bị mụn thì chốt bún ca. À, chế nào bị muốn trắng da thì chốt bún ca nhân sâm nhá. Còn bún ca này bún ca berry. Nè, cái cục xà bông này nó siêu thơm. Siêu thơm luôn, để dành rửa mặt và tắm body đều được hết cho mấy chế nó tặng kèm á. Bây giờ mới thì nó tặng kèm vậy đó, nhưng mà sau này nó sẽ bán, nó có làm một cái cục xà bông này bự để nó bán nè. Tại vì cái này tặng kèm là dạng giống như là gì biết không? Hàng dùng thử á. Mấy chế về mấy chế xài thấy ok là sau này tự khắc mấy chế kiềm tới với cục bự mấy chế mua. 4K nám cho Rina Mai. Nó cũng có mấy cái công á. 24K nám cho Cẩm Giang. Nó cũng tặng kèm nhưng mà nó cũng có dụng ý trong đó hết. Dạng giống như là hàng cho mấy chế dùng thử vậy đó. Xài ok thì đi kiếm cục bự mua ha. Mà công nhận là rửa sạch kinh khủng luôn. Thơm mà sạch. Nó tặng kèm cục xà bông đó. Rồi 4K nám nè, chóc kem. Đẹp mê ly. 4K nhân sâm hay nám thì cũng là giá 139 hết chứ đẹp ơi. Nè, cũng giá 139 hết. Có rồi nha chị. Đây là 4K nám nè. Nám và tàn nhang thì sử dụng 4K nám này ha. Còn 4K nhân sâm thì trắng da. Đây nó sẽ làm mờ nám. Ai mà đang có chớm nám thì xài 4K nám. Tại biết sao hồi trước em chỉ xài 4K trắng da thôi. Nhưng mà em có lấy cái này cho mẹ em xài á. Mẹ em bị nám về đôi môi á cả nhà. Mà xài này công nhận là hay. Không nhận là hai cẩm giang lấy đồng hồ xám, lấy mặt tròn hay là lấy mặt vuông này chị ơi. Không nhận là hai cực kỳ nên là mới 4K nhân sâm cho Linh Hương. Mới lấy 4K berry này về bán nè. Tại có người nhà xài rồi, mẹ xài rồi nên mới dám lấy bán. Mạnh tay vậy đó. Giờ là mình xài luôn. Thiệt nè, tao đang mở ra nó không biết đóng vô. Thôi đóng được rồi nè. Mừng quá. Rồi 4K nám cho Nguyễn Xuân. Chế nào nám tàn nhang thì chốt 4K nám một nha. Một đồng hồ xám mặt vuông cho chị Cẩm Giang. Rồi giờ quất cái gì hả? Còn không cho em cái, không biết luôn. Không biết còn không, bây giờ quần nó cứ vậy nè. Nó cứ trong bọc vậy nè. Đó, nó cứ vậy nè, mình không có biết được cái nào loe, cái nào cũng ra nám nha heo chuột. Này bị lỗi xíu rồi cả nhà ơi. Này bị lỗi xíu nè. Này chắc báo lỗi quá à. Nè, bị lỗi hai cái rồi đó. Bị lỗi xíu rồi nè, để em báo lỗi đó. Một 4K nám với Hồng Nguyên. Một 4K nám cho Phùng Nguyễn Thị Kim. Có một cạnh nữa thì xài 4K nám được không Nguyên? Được luôn chứ đây. Đồng hồ 125K này chị Hồng Nguyên. Đồng hồ 125. Đồng hồ mặc vuông xem cho mấy chiếc coi lại. Bây giờ em lên cái quần jean đã. Rồi size này size 27. Size 27 cho em. Chốt giùm em xanh 27. Comment xanh 27. Chị nào comment mà em chưa trả lời được mấy chiếc chốt hỏi lại giúp em nha cả nhà nha. Rồi xanh 27 tại vì lo chốt hàng em thì lo like nên là hả? Nhiều khi nó sốc comment. Có rồi nha chị. Rồi xanh 2799 nha. Rồi size 26 nè. Ủa quần rinh này mấy chiếc. Cái quần này người ta bán không dưới 300 đâu. Em nói thiệt luôn không dưới 300 đâu. Rồi xả 99k. Rồi comment giùm em xanh 26. Xanh 26 chốt rin co giãn siêu tốt. Rồi xanh 26, xanh 27, xanh 26 size 99 nha. Xanh 27 và xanh 26. Xanh 27 cho Nguyễn Ngọc. Xanh 26. Này cũng 26 luôn nè. Rồi này comment giùm em mã là. Rồi comment giùm em mã là xanh 26 cho Nguyễn Hoan. A26. A26 có mấy hộp tất nam lên cho mấy ống không? A26 cho mấy chị mua về cho mấy ống. A26 cho em. A26 và B27. B27 tất cả đều là lưng cao hết. B27. B27. A26 và B27. 99.000. Tranh thủ mua cùng lên mấy chị ơi. Lâu lâu mới trả lượng lâu như thế này. Còn mấy gì? Rồi này chốt giùm em là C28. C28 tất cả đều co giãn maximum luôn á. Dẻo chưa? Mấy cháu nhìn thấy chất của nó dẻo dai. A26, B27. 4K nám, 4K nám, 4K trắng da cho Phú Cam. C28 bỏ đi ra ta. A26 Hồng Nguyên. Ủa 4K trắng da nè. B27. Ủa cái đó là gì á? Rồi còn mãi gì? B27 C28. B27 cho Nguyễn Lan. C28.
C 28 là cái trước rồi. Hai hộp cắt nam cho Mỹ Trang. Chỗ là mã xe, chỗ nó. Không biết rồi. Rồi đây 29 nha. Rồi đây 29 nha, comment giùm em H29. H29 cả nhà ơi. H29 nè. H29 99 ngàn. Mã H29. H29 giùm em. Này lưng siêu cao. Size 29 luôn. Này lưng cao lắm. Này lưng cao. Lưng cao gần tới vú luôn á cả nhà. Đây lưng cao tới vú là có thiệt nè. Mà thiệt ra lưng mà thiệt ra là lưng cao hay lưng thấp gì cũng đều tới vú hết đúng không? Rồi cả nhà ơi size 29 nè. Rồi chốt giùm em mã Y29. Y29. Y29 giùm em, lưng siêu cao. Y29 đây tất nam đây mọi người ơi. Hộp 10 đôi, đôi 10 hộp. Quên, đâu phải, hộp 10 đôi cả nhà yêu ơi. Còn Y29. Hộp là 10 đôi như thế này ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cưng cuộn này là một đôi nè. Đúng rồi. Cưng cuộn này là một đôi này nha cả nhà yêu nha. Tất này là tất chống hôi. Tất chống hôi chanh á. Mang cả ngày về tháo giày ra nó cũng không bị hôi giống như tất bình thường kia ha. Tại vì nó có chất kháng khuẩn. Cái mùi hôi đó ở đâu ra là do cái vi khuẩn á ha. Do nó ủ mồ hôi lại rồi vi khuẩn nó xâm nhập nên là nó hôi. Đây cái này là nó có kháng khuẩn rồi nên là nó sẽ đỡ hôi hơn mấy cái tất kia nha. Rồi hộp tất 10 đôi 75k. Mới ngàn không. 75k bao giày. Rồi trẻ nào lấy một hộp vỡ thì chốt một hộp vỡ giùm em. Đây mấy trẻ ơi. Giày dặn lắm lắm luôn. Đây, không có dài mà là giày nha cả nhà nha. Vỡ này là siêu dễ mang, mang giày mọi là giày cổ thấp, cổ gì đều mang được hết trơn. Giờ đâu có ai mang vỡ cổ cao nữa đúng không cả nhà. Giờ ai cũng mang vỡ này thôi, ai mang vỡ cổ cao nữa. Rồi cả nhà ơi, trẻ nào lấy một hộp vỡ thì chốt một hộp vỡ giùm em, 75k. Dạ. Vỡ ra sao? Là sao ta? Rồi trẻ nào lấy một hộp vỡ là chốt một hộp vỡ giùm em nha. Một hộp vỡ thì dư kim trọng. Vỡ chống hôi chân. Một hộp vỡ thì tiền đâu. Một hộp vỡ cho Hương Lê. Thiệt luôn á, cuốn lại. Một hộp vỡ cho Nguyễn Hồng. 75k một hộp 10 đôi. Cho Diễm Hằng. Em bên bó tay nữa. Hả? Rồi. Ba cái đâu rồi bé? Ba cái size 29 không? Ủa nào mà tao chưa nói gì nữa. Ủa mà tao sẵn ba cái ra đâu rồi. Một hộp vỡ cho Nga Phương. Trời ơi, quẹ phớt thôi. Quẹ phớt thôi. Rồi lai lai luôn hả? Ờ, thôi để đây. Trời ơi, mình sẵn ba cái này. Mà tôi hiểu ủa mà tôi tưởng đâu là con hiểu ý. Một ba chín ngàn Nguyễn Cẩm. Rồi cả nhà ơi một hộp vỡ cho còn em để... còn để à. Ok nè thôi không cuốn được nhét đi mà tôi hết nhét nhét rồi đó. Mở ra được thôi chứ không biết nhét vô tìm đâu không có Y29 gì chị. Rồi cả nhà yêu ơi, lên quần jean tiếp nha. Rồi trẻ nào lấy vỡ thì chốt vỡ đây chứ. Còn quần xịt nữ giống không chị ơi là sao? Nữ gì? Sao mấy trẻ ơi cầm lên rõ 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 lên mấy trẻ vô. Một cuốn cam nắng với Diễm Hằng. Một hộp vỡ với Hạnh Nguyên. Rồi size 27 nè. Comment giùm em mã là E27. E2799 nè. E2799 nè. Chốt E27 giùm em. Đầu hồ vô nước được không chị? Cái này mấy chị mà muốn nó không có bị nước vô. Dạ mấy chị chốt giùm em nha. Tại vì là bây giờ mấy chị đang đợi quần 28, 29 nhiều lắm. Bây giờ em mà để lại là mấy chị đó chủ ý chết luôn đó. Rồi cái này mà mấy chị muốn mà không bị nước vô mấy chị đem nên ra. Đem ra tiệm á, kêu người ta chích keo, người ta chích nguyên giọng keo là nước nó không vô được. Mấy cái đồng hồ mà người ta kêu là không có bị nước vô á là do người ta đã chích keo sẵn rồi. Em 27 cho Nguyễn Hoan 1773. Rồi này sao 28 nè. Mã gì? Rồi mã là O28. O28 tất cả đều có giãn rất tốt. Chốt O28 giùm em. Comment O28. O26 luôn nè. Sao không ta? Giống
26, 28 hả? O 26 luôn nè cả nhà yêu. 26 con trên size được. Ok hết ha, vì nó co giãn rất là tốt. O 26, 28. O 26, 28. O có 26, 28. O kèm size giùm em 26, 28. Cái này đẹp ghê. Cái này đẹp ghê luôn á. Rồi cái này comment giùm em mã là giá giá luôn đó cả nhà, giá giá sỉ. O 28 với Đoàn Vân. Nè comment giùm em mã là rồi comment giùm em mã K28. K28 cho em. K28. K28 co giãn siêu tốt. Chốt dạ quần bây giờ nó cứ nằm ở trong bọc như vậy, em không có biết được cái nào là quần bát để quần em lựa em lên như mấy chị. Nè có biết cái nào bán không? Em lên từ từ em bóc cho cái nào nó có bát hay gì thì em like luôn hả? Ôi lưng này cao, cực kỳ cao nè. Bao nhiêu rồi? K28. Rồi cái lưng này lưng cao. K28 cho Mai Anh Đào. Lưng này siêu cao. Siêu cao nha cả nhà nha. Rồi này size 26. Rồi size này size 26 luôn. Chốt giùm em mã là L26. L26 lưng siêu cao, coi giận cực kỳ tốt. L26 cho em. Comment giùm em mã L26 để kiểm cho tao vậy. L26. Rồi quần đang bán giá sao cao không à. L26 cho Khánh Băng. Chị Nguyễn Thượng ơi, chị chốt theo mấy chủ giùm em nha, chị comment sau nhiều lắm nè chị ơi. Còn O26 đúng không? O26 cho Phú Can. Đây. Trời ơi, cái quần gì đâu mà nó đẹp mê ly. Bát nhẹ nè. Ê, giống như nó bị lỗi ta. Nè, đúng không? Nó bị xúc nút cái này nè, hai nút nè. Rồi ba cái nữa để em báo lỗi cái rồi em ba. Quần là 99k nha Nguyễn Ngọc. Trời ơi, cái quần đẹp ghê gớm luôn á. Đây, còn cái này thì gài đây nè. Đó, mình chị thấy không? Đấy, đẩy vào gài qua bên này ha. Cắt khuy đi. Rồi, size 28. Size 28 chốt giùm em mã là T28. Tở T28 nè, có co giãn cực kỳ tốt. T28 giùm em. Cái bộ mặt nhà luôn. T28. Rồi size này size 27. Size 27 nè, dài. Comment giùm em mã là N27. N27. Tất cả đều cùng một chất xịn sò như nhau hết nha mấy chén ha. Trời ơi cho cái quần gì đâu mà cái form quần nó quá đẹp luôn á. Đẹp ghê nè, size 27. Bao nhiêu rồi? T27 và N28. Rồi cái này chốt M. M27 giùm em. M27. Cái gì? T28 cho Thuy Phủ Thị. N27. Rồi cái này chốt giùm em mã là mã đọc mã gì? M27 cho em. M27. N27 và M27. N27 cho Ngân Trần. Còn M27. Rồi này size 30, chốt mã 30 luôn. Này size 30, chốt mã 30. 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 Cho Nguyễn Ái Chấn. Sẽ mà cứ sẽ 150k vậy đó mà mình bán lẻ ra có 99k. Rồi size này size 26. Rồi phối màu nè, mấy chị nhìn phối màu đẹp ghê gớm không? Rồi comment giùm em mã là D26 nha. D đỡ cả nhà. D26. D26 cho em. D26. 31 nè. Rồi chốt mã 31 giùm em luôn. Rồi size 31 chốt 31. Rồi 125k nha. Rồi 31 chốt mã 31 mấy cái luôn. D26. Đây đồng hồ cho mấy cái yêu coi màu luôn. Ba cái ba màu đây đâu. Rồi mã. Và mã gì 31 hả? 31. 31 cho 18 cho anh. Ủa sao rồi hả? Đi sao mà. Đi coi hoài. Rồi đồng hồ y năng đeo có nè. Nâu. Xám. C.
trắng đen. Nâu xám trắng đen. Nâu xám trắng đen 125k, dây silicone siêu đẹp. Nâu xám trắng còn cái hả? Đâu? Rồi nâu xám trắng đen. Đồng hồ đang mang kèm size vuông hoặc là đồng hồ vuông kèm màu nha mấy chị yêu nha. Khách mới nhớ comment mã kèm số thoại giùm em nha. Đồng hồ kèm màu. Rồi đồng hồ kèm màu ha. Xám trắng đen và nâu. Xám trắng đen nâu 4K vẫn còn nám nha mấy chế ơi. 4K vẫn còn kem chị nám 4K berry. Rồi xám trắng đen nâu. Đồng hồ kèm màu. Chốt đồng hồ kèm màu. Màu nào cũng đẹp. 125.000. Đồng hồ mấy mã này đang hot hàng hòn luôn đấy. Ai mang cũng đẹp hết trơn. Rồi trắng xám đen nâu. Chứ lấy đồng hồ thì chốt đồng hồ kèm màu. Quần ống len lỗ để em. Biết sao không? Để em báo lỗi đã cả nhà ơi. Để em báo lỗi đã rồi em để cho mấy chị đẹp nha. Nếu mà người ta mà khó người ta cho gửi lên á thì em sẽ gửi. Còn không thì em sẽ hối lên ra thì tặng hết cho mấy chị à. Chứ em không làm gì đâu. Liên hoan xấu cho mặt nguyên. Để em báo lỗi ra. Nếu người ta bắt gửi thì em sẽ gửi. Còn nếu mà không á thì em sẽ tặng hết cho mấy chị yêu luôn á. Rồi này cam và xanh. Rồi cam xanh. Cái này chất dạng tôn hay da cả nhà. Cái chất này mặc sướng lắm. Mặt nhà em nó không có gì mà sướng bằng chất này, satin cũng không sướng bằng nó đâu. Này nó thấm hút mồ hôi mà nó mát lạnh luôn. Rồi 55k. 55k một bộ cái ống quần may siêu đẹp. Ống quần may ống hết lên đó hả? 54 55 cái cam 6 rồi về ok. Có cam xanh. 55k chốt giùm em mã 1 kèm màu, 1 cam. 1 xanh em lên xem kể nha mấy chị ơi, quần riêng em còn. 1 cam xanh. 1 cam xanh. Một kèm màu cho em, cam và xanh mã 1, form 55 cái độ vậy ok. 55 cái cam 6. Một cam xanh cho em. Chất dạng như tôn hai giá, chất này mặc sướng lắm luôn. Không có bị nhăn nha. Nó không có bị nhăn giống như tôn thường kia và nó cũng không có bị cắn. Không có tự cắn chỉ tự rách đồ giống như mấy tôn kia đâu. Chất siêu đẹp. Quần còn chứ. Rồi một nè, cam xanh. Một cam xanh cho Thuy Vũ Thị. 55 ngàn. Một còn cam xanh. Một còn cam xanh nha mấy chị đẹp ơi. Cái chất này mặc sướng cực kỳ luôn. Nhưng mà tao muốn cực quần như vậy vậy. Dễ thở lắm luôn. Rồi, một cam xanh. Một còn cam xanh. Còn tiếp đi okay. Không có quần viên bốn là Ngọc Tuyết Nguyễn. Còn tao được mấy cục quần nó cho hết đi ha. Một cam xanh cho Nguyễn Hưởng. Rồi, xanh này, xanh 32 nè. Còn một cái cam cái xanh. Rồi size 32 chốt mã 32 99 ngàn. 32 chốt mã 32 chất đây. Co giãn siêu tốt, lưng cao. Size 32 chốt mã 32 giống 32 Nguyễn Đăng Trần. Mở ra coi Nguyễn Đăng. Mở ra coi giống không nè. Khác cái táp này nè, đúng không? Chỉ khác cái táp này thôi nè. Cũng 32 luôn, chốt giùm em mã A32. A32 nha cả nhà nha. Thêm chữ A vô giùm em. Khác ở cái táp này thôi, A32 nè. Coi giãn siêu tốt. A32 cho em 99 ngàn. Rồi size 26 phối màu. Rồi phối màu 26. A32 cho Nguyễn Ái chấm. Rồi phối màu hơi đậm nhạt như thế này nè. Phối màu 26. Phối màu 26. Thì nó chỉ như giá người ta bán nè. 263 ngàn vẫn còn giá nè. Cái này cũng size 26 luôn, chốt queen 26. Phối màu 26. Và Q26. Coi giãn siêu tốt, chất riêng thì bao đẹp. Q26 99 nha. Phối màu 26. Nó làm con mới bị sữa. Vì mày đưa ra con nó cũng thấy được. Phối màu 26 và Q26. Q26 cho Thuy Vũ Thị. Đi bờ với chứ mờ luôn đó bạn. Rồi size này size 28. Rồi size này 228 nè. Chốt giùm em mã là H28. H28 cho em. H28 cho em. Rồi H28. Comment mã H28 cho em.
quấn nè. Quấn trên eo á mọi người ơi. Mặc là mấy cái quấn quấn vô vậy nè. Đó. Gà nút vậy nè. Ôi quần này hơi bị đẹp. Quần này hơi bị đẹp. Quần này siêu đẹp luôn đó mấy chế. Quần này mà hơi dành cho chế nào mà có một cái vòng eo đẹp cực kỳ thì leo hay siêu đẹp. Rồi size 28. Chốt giùm em mã số là chốt giùm em mã số là gì đây? Không biết mã số gì nữa rồi đó. S28. Còn không thích cái này thì về tháo ra đi được nha. Cái này về tháo rồi được. S28. S28 giùm em, thích thì để, không thích thì tháo nha. S28. Comment S28 giùm em. S28 cho Mai ăn đào. Đó này size 29 nè. Comment giùm em mã là rồi cả nhà ơi, cái này comment giùm em mã là thế biết rồi C. Rồi C29 thì cả nhà ơi, C29 comment C29 giùm em. Chốt C29 cũng có nha. Comment bảng chữ cái rồi. Rồi cái này comment giùm em mã là R29 luôn. C29. Rồi R29 nè, 99 nha. Mã R. R29 nha cả nhà ơi, R29. C29 Ngọc Ngân. Rồi R29 nè. Rồi size 27. Bộ mặt là còn màu nâu nha mấy chị. Nâu trắng. Nâu trắng. À, ý là hỏi còn màu nào. Rồi cả nhà ơi, cái này comment giùm em. Gì R. Comment giùm em mã K. R29 cho Mai Ngân. K27. K27. K2799 nè, chốt K27 giùm em. K27. Để không này thu liễu. Lột quần đi mày hả? K27. Rồi cái này comment giùm em mã là K27 cho Huy Vũ Thị. Rồi này comment giùm em mã G. G. Bộ mặt 99K nha mấy chị. G27 G nha. G27. G27 giùm em. Comment mã G27. Ê, cái này có một đoạn lưng thun nè, quần ống suông nè. Lưng thun quần ống suông size 26. 26 mà to gì mấy chế biết mấy cái lưng này nè ha. Mấy cái lưng này thì bon chen size thoải mái. Rồi này comment giùm em size 26 nha, chốt mã 50. Thì chốt mã đi. Rồi mã 50. Mã 50 size 26 27 bon chen ok, có ống suông 50. Size 26 chốt mã 50. 26 27 bon chen ok. G dâm. Con này đó. Rồi 26 chốt mã 51. G27 cho Nguyễn thế nào? Rồi. À, tao hiểu lý do tại sao nhỏ này ở nhà hay bị la nè. Mã 50 nè. Rồi sao 26 chốt mã 51. 50 cho Lê Ngọc. Sao 26 chốt mã 51. Rồi này sao 28 chốt mã 52. 51 Thuy Vũ Thị. Sao 28 chốt mã 52. Size 28 chốt mã 52. Chốt mã đi cho nhanh nha. Bằng bia thôi. Thiệt luôn á. Rồi size 26 nè. Size 26 chốt mã 53. Chị Nguyễn Kim comment cho một xanh và vàng. Để chị ơi. Cái mã 1 á, còn không rõ gì em nha. Còn mã 52. Rồi 53 size 26 là chốt mã 53. Là cho mã 1 bộ ở nhà đúng không chị? Rồi 53 nè. Rồi bộ mặt nâu cho Thống Nguyễn Thị nè. Còn mã 52 rồi. 52, 53. 52 cho Bích Hoa Đinh. Rồi size 26. 26 nhưng mà to chứ không phải nhỏ đâu nha cả nhà ơi. Vì cái chất của nó này giảm vậy thì mấy chiếc bon sen 99k một quần nè. Bon chen size vô tư thế. 53 cho Nguyễn Hoan. Này chốt 52 922. Rồi 55 size 26 chốt 55 thêm con ơi. Xem mà tôi mới không. 26 chốt nữa 55. Bon chen size vô tư. Ví dụ 26 27 bon chen ok luôn đó. 26 của mã 55 đó, đó vì nó co giãn dữ lắm. Rồi ok, Nguyễn Kim bộ 55 cái. Một xanh cam. Một xanh và một vàng cho Nguyễn Kim. Xanh cam. Xanh cam nha chị Nguyễn Kim ơi, comment lại giùm em nha, em ra đi trước. Một xanh này chị. Comment lại giùm em là một cam nha. Cam có chứ không phải vàng không? Còn mã gì em? 55. Rồi cái này xanh 26 chốt giùm em mã 58. 26 chốt mã 58. 99k một quần mà em bao mặc luôn nha cả nhà ơi, bao chất.
Rồi size 28 nè. Size 28 chốt mã 60. Size 28 comment mã 60. Một cam Nguyễn Kim nè. Chốt mã 60. Size 28 chốt mã 60. 99k. Rồi size 28 chốt mã 62. Tất cả đều co giãn rất tốt. Nó hơi cùng Nguyễn Thị Kim. Đẹp quá. Rồi size 26 nè. Đẹp thiệt sự luôn đó. Rồi chốt mã 65. 65 size 26 chốt 65. Chắc quần 65 này mã gì? 62 và 65. 62 Ngọc Danh. Size 26 chốt 65. Rồi size 27 chốt 68. Size 27 chốt 68. 65 Thuy Vũ Thị. Size 27 chốt 68. Và size 26. 68. Đẹp ghê chưa? Nhìn là cái quần là muốn mang rồi. 68 Thắng Nguyễn. Size 26 chốt mã 70. 26 chốt mã 70. Nãy giờ không có một cái quần nào không co giãn hết nha. Tất cả đều co giãn mà co giãn cực kỳ tốt. Nữa không có quần nha. Ôi ổn xương nè. Đẹp chưa? Rồi size này là size 28 chốt mã 81. Rồi size 28 chốt mã 81. 70 Huy Vũ Thị. 99k. Thiệt mua bên em mua lẻ mà còn nó thua giá đi lấy sỉ đó đúng không? Giá lấy sỉ quần này cũng trăm mấy 200 một cái nha. Rồi size 28 nè. Rồi size 28 chốt giùm em mã số là 83. Size 28 chốt 83. Size 28 chốt 83. Rồi size 26 nè. Mình có gì dữ đâu đó. Size 26 chốt 84. Còn giấy không? Size 26 chốt 84. Còn 83, 84. Còn 83, 84 nữa. 83 Loan Nguyên. Rồi size 27. Size 27 chốt 85. Size 27 chốt 85. 84 Thuy Vũ Thị. Đây mấy cái bộ tôm hai da siêu đẹp. Em này có vàng, hồng, đỏ. Vàng, hồng, đỏ, xanh. Rồi em này có vàng, hồng, đỏ, xanh nè. Mã gì nhé? 85 Nguyễn Lan. Chất tôm hai da này hồng nhan siêu siêu đẹp. 54, 55 cái cam 6 là về ok. Quần có túi hết. Siêu đẹp luôn mấy chị ơi, cái chất này đã lắm. Comment giùm em mã 3 kèm màu. 3 hồng. 3 hồng 55 ngàn. 3 vàng. Hồng vàng đỏ xanh mã 3. Không cần luôn thì xin hạ. Hồng vàng đỏ xanh mã số 3. Quần có túi hết cho mấy chị đẹp ơi. Chất này không nhăn, không có rách. Không nhăn giống như tôm bình thường đó hả. Tôm bình thường thì nhanh dữ lắm. Cái này không nhăn. Quần có túi luôn nè. Mã nhiêu? Mã 3. Mã 3 55 ngàn. 3 vàng hồng đỏ xanh. 3 vàng cho Hân Bùi. 3 còn hồng đỏ xanh. 3 xanh Thuy Vũ Thị hết vàng nha chị. 3 còn hồng đỏ xanh. 3 còn hồng đỏ xanh 55 ngàn. Chất nè, chất đẹp ghê gớm. Chất siêu siêu mát và siêu đẹp. 55 ngàn thôi mấy chị. Chốt chục bộ về mặt nhà cho nó sướng. Mặt ngủ là bao đẹp bao mát. Rồi ba còn đỏ xanh hồng. Đỏ xanh hồng mã 3. Đỏ xanh ba hồng mã 3. Vũ Thị. Ba còn đỏ xanh hồng nha. Ba đỏ cho Phục Phan. Ba còn xanh hồng. Ba còn hồng và xanh mà hồng đẹp thế. Cách màu con từ từ. Ba còn hồng xanh. Chốt ngoài không được. Hóng Nguyễn Lộc. Thấy chế này chế đẹp ơi. Chốt nhanh tay này chế đẹp. Trời ơi, quần jean ngày hôm nay là đúng chất. Đúng chất quần jean xịt luôn đấy. Rồi size 28. Chốt giùm em mã 5. Size 28 chốt mã 5. Chốt jean nè.
chốt riêng nè mấy chị đẹp ơi, form quần đều đẹp. Size 28 chốt mã 5 đường cái 99.000. Size 28 comment mã 5. Phụng Phan này có 3 đỏ rồi chị ơi, lấy thêm 3 xanh comment là thêm giùm em nha. Còn 3 xanh 3 hồng. Rồi size 28 chốt mã 5. Rồi size 27 chốt mã 6. 5 cho luôn lên. Size 27 chốt mã 6 có giá siêu tốt 99.000. Lô này là không phải giá 99 đâu, lô này giá 139 hết đó mấy chị. Xả lỗ nghỉ dịch. Thế xả 99.000. Thêm 3 xăng cho phục phan. Này nó để đây là ý đồ gì đây? Sao tự nhiên có cái gà này? Còn 6 cho anh Trần. Làm kiểu có cái gà này gà qua đâu, gà qua hộp nút này gà lại hả? Sao cả nhà ơi đẹp lắm. Xả 27 chốt cho em mở 11. 11, xả 27 chốt mở 11. Xa 27 cầm em mã 11. Rồi xa 28. Rồi xa 28 chốt mã 13. Xa 28 cầm em mã 13. 13 cho em 99 nha. 11 và 13. Có bộ bầu không à? Bầu. Chưa biết luôn đó cả nha. Bao nhiêu rồi? 11 và 13. 13. Rồi xa 29 chốt mã 15. 99 nha. Xa 29 chốt 15 chắc đây. 11 phụng đoàn. Xa 29 chốt 15. 13 thuy vũ thị. Xa 29 chốt 15. 15 cho Ngọc Ngân. Rồi xa 31 chốt 16. Xa 31 chốt 16 co giả siêu tốt. Xa 31 chốt 16. Size 29 chốt 20. Size 29 comment mã 20. 20 nè. 16 và 20. Biết sao? Yên tâm đi mấy chị, để em báo lỗi đã. Rồi tối á mấy cái hàng lỗi nếu mà người ta bắt em gửi lại thì em sẽ gửi, còn nếu mà không thì em sẽ tặng hết cho mấy chị vào live tối nay nha. Để nhưng mà phải để em chụp lại cái lỗi đó rồi em gọi em coi cho. Em báo lỗi với người ta đã cả nhà. Chứ còn bây giờ mà em tặng cái chế là em phải chịu lỗi mấy cái đó đó. Hoặc là em bán rẻ cho mấy chế là em phải chịu lỗi cái phần rẻ đó nữa đó cả nhà. Chịu lỗi cái phần đó nữa. Nên là để cho em báo lỗi đó. Ngọc Ngân. Lỗi này đẹp quá. Này siêu đẹp luôn. Này size 20, 29. Size 29. 29, 28, rồi size 28. Còn nó size 28 nè. Thổi nè, cái phần lưng lên vậy nè. Rồi size 28 chốt giùm em mã số là 31. Size 28 chốt mã 31. Size 28 chốt mã 31 giùm em. Size 28 chốt 31 ống suông. Size 27 chốt 33. Size 27 chốt 33. Còn 31 và 33. Rồi chốt 33 nè. Cái đó size 28 mã 31. Rồi size này size 27 chốt 33. Chốt 33 giùm em. 31 Nguyên Lên. Rồi size 26. 27 có thể là bon chen ok hết. Rồi chốt cho 3 mã số là 35. 35 size 26 chốt 35. Comment 35 nhìn nha. Bộ này xíu em thay ra cho mấy chị yêu coi nè. Nó đẹp dữ lắm. 35 Thuy Vũ Thị. Mà mấy chị không chốt là tiếc nó. Có 55k bộ à. Đẹp từ vải tới form luôn. Từ 40 tới 54, 55 cái độ về ok. Quần có túi 55.000. 55.000 chốt cho em mã số 41. 41 đường bộ nè. 41 đường bộ chốt 41. Comment 41 cho em. Chốt 41 mấy chị đẹp. Đi đâu này? 41 gài Hồng Lê. À cái này gài nút này. Vòng qua đâu gài nút này đúng không? Xét mặt toàn nha chị Duyên Hoàng. Cái gài nút qua đây nè. Rồi size 28 chốt 43. Size 28 chốt 43. Size 28 còn đang mở 43. Xét mặt còn nâu và trắng. Rồi size 28 chốt 45.
99.000 size 28 chút 45 nè. Chút 45. Size 28 chút 45. 43 quy vũ thị. Đẹp chưa? À, bộ mặt là chỉ còn màu trắng đang mặc với màu nâu thì nè chị ơi, giá 99.000 này. Rồi size này size 28 luôn. Chốt giùm em mã số là 50. 50 có theo nè. Dương Khanh nè, nhớ là comment mã kèo số điện thoại em mới chốt thử chị ơi. 45 và 50, 99k. 50 size 28 luôn. Mấy chế về cần gài ngay lại giùm em nhé. 50. 45 và 50. 45 cho Nguyễn Lộc. Form su. Size 29. Size 29, chốt giùm em mã số 48. Xếp mặt 48k nha chị. Và xếp mặt 99 nè. 50 như Thái. 54 cái cam 16 được vào ok, có hai màu trắng và nâu. Trắng và nâu mặt nè. 50 thôi. Hả? Đó, 48 không? Đó. Size 29. 48 đúng không ạ? Đó, cho các 48 Võ Hòa. Rồi rồi, cái chính xác được không? Rồi, xếp mặt có trắng nâu. Xếp mặt trắng nâu, form 54 cái độ vẹo ok, xếp này đang hot hòn hòn. Phiên sau có trung thu nha. Đây, phiên sau có trung thu, phiên trước lưng bình thường. Trắng nâu, tuổi nè. Tuổi to, phiên trước và lưng này. Phiên sau lưng thun, quần trắng mà không hề mỏng nha cả nhà nha. Màu trắng thì rất là dài luôn á. Xếp mặt hai màu trắng nâu. Hai màu trắng nâu nha mấy chị ơi. Xếp mặt nâu tùy lê. 99.000. Xếp mặt cũng 99.000, quần riêng cũng 99.000. Xếp mặt hai màu trắng nâu. Thôi có... Nguyễn chưa chốt được món nào nha chị ơi, mà chị có đặt bên em hai đơn mà hai đơn gọi chị nhiều lần không bao giờ được. Thế này bây giờ chị muốn mua chuyển khoản trước giùm em ha. Xếp mặt hai nâu còn không? Xếp mặt hai nâu cho Duyên Hoàng. Xếp mặt còn trắng nâu. Xếp mặt còn trắng nâu. Từ 40 tới 54 ký ok hết trang, còn có túi lưng cao. Lưng cao qua rốn còn trắng và một nâu đúng không? Rồi quần riêng size 26 nè. Rồi size 26 lưng cao. Chốt giùm em mã số là 61. 61 ba nút gài. Xếp mặt còn trắng nâu và mã 6199 nè. 6199 nè. Mấy chị ơi mã quần này nó lộn xộn lắm. Bây giờ mấy chị hỏi là chị được mấy quần rồi em không biết nè. Mai bên em sẽ gọi chốt báo số lượng cho mấy chị nha. Tại mã quần nãy giờ đọc quá. Nãy giờ đọc mã lộn xộn nhiều lắm em không có biết được nha. Dạ. Có lên đồng luôn đó. Nha mấy chị. Các con cùng ở tên. Chữ nó là nó hai đứa nó cũng tính riêng nè. Xếp mặt còn nâu này, một cái xếp nâu một. 61 và xếp mặt nâu trắng. Khách mới nhớ gặp với mã kèo số điện thoại giùm em ha. Còn mã 61. Cái này size 28 nè, 99.000. Size 28 chốt 63. Size 28 chốt 63. 61 và 63. Size 28 chốt 63. Khách mới chốt mã kèm số điện thoại bên em mới chốt đơn được chứ ơi. Size 28 mã 63 đúng không? Rồi size 26, này 26 hay 7 bon chen đó cả nhà. Này size rất là to. Coi dễ thì siêu to. Mấy chị gì thì nhắn tin cho em ha. Mà thường là gọi chốt, mấy chị cho đi là sẽ đi hết rồi nha. 63 cho Lê Thị Trang. Này chốt 65. 65 size 26 hay 7 bon chen ok. Chốt 65 99.000. Chốt mã 65. Comment 65 giùm em. Rồi size 27 luôn, 99.000, chốt 68. Cái túi nè, túi trên này nè, chốt 68. Rồi 68 nè, 65 và 68. 65 Thuy Vũ Thị. Đồng hồ còn này chị Phụng Phan. 68 size 27 đúng không? Rồi size 26 nè mấy chị đẹp. Size 26, 27 bon chen nha. Đây, quần, co giãn. Comment giùm em mã 70. 70, 99.000, mã 70. Thêm 2 cục luôn đi con. 68 cho Lưu Diễm. Xếp mặt hồi nãy chế nào chốt lâu số bên lại giùm em nha cả nhà ơi. Và nhớ là khách mới comment mã kèm số điện thoại cho em. 70. Ủa, đi mê 70, 70. 70. Ủa, cái đen này đẹp kinh khủng luôn. 70 Thuy Vũ Thị. Size 26, 27 bon chen, chốt đen 26. Đen 26, trời ơi đẹp, phải gọi là đẹp xuất sắc luôn.
trên 26 đường 81 cách luôn quần hả? Đen 26, đen 26 đường cái. Rồi size 29 nè. Rồi size 29 chốt giùm em mã là A29. A29, đen 26 cho mi bùi. A29. 99 nha em. A29. Nữa rồi. Rồi size 29 luôn nè. Chốt giùm em mã 70. Rồi size 29 chốt 70. Đẹp quá không? A29 cho Ngọc ngon. Size 29 chốt mã 70. Túi sắp màu xanh đó làm quà tặng cuối like nha chị Tuyết Anh. Nó còn cái giống vậy màu vàng. Rồi size 26, cái này lưng siêu cao 70 hồng lên. Lưng này cao lên tới đây này nè. Rồi chốt 73. 73 99 nha, size 26 chốt mã 73. Size 26 chốt mã 73, cái 26 nó lưng cao lắm. Trời ơi, cái 29, cái size này 28 à. 99 gram một quần nha mấy chị. Ui, đẹp ghê không? Còn mã 73. Ý trời ơi sao toàn ngay cái đẹp không á, kỳ quá ta. Này bị dứt kéo nè. Vậy ra cho tôi. Thôi còn bị ngay cái đẹp không à, tức quá hả. Cái đẹp không thuộc về chúng ta. Rồi size 27. Rồi size 27 ha, chốt giùm em mã số 75. Rồi 75 size 27 chốt mã 75 nút gài. 75 size 27 chốt mã 75. Tại sao mình lên áo tao ba luôn hả? Rồi size 27 luôn nè. Rồi này size 27 luôn chốt mã 76. Size 27 chốt mã 76. 75 phường đoàn. Rồi size 27 nè, chốt giùm em mã số 78. Size 27 chốt mã 78. 78. 76. Còn 76 78. 76 nha Huỳnh. 78. Rồi size 29 chốt mã 80. Size 29 chốt mã 80 99 nha. Cho mấy cái đó bùi. 78 mi bùi. Còn mấy nhiêu nè? 80. Rồi size 26, 27 bon chen ok, lưng siêu cao. Chốt mã 83. Rồi 83. 80 hồng lê. Còn em mã 83. Rồi size 26, chốt mã 85. Size 26, chốt mã 85. Size 26, chốt mã 85. 83 nha Huỳnh. Size 26 luôn chốt mã 88. Size 26 chốt mã 88. Lên đầm vải nha mọi người, đầm vải và set sale cho mấy trái yêu. Bao nhiêu rồi? 85 và 88. Rồi này size 26 luôn chốt mã cuối cùng. Hết quần jean. Cuối cùng hết quần jean. Rồi mã cuối cùng. Cuối cùng, rồi size 3 lên đầm vải cho mấy trái yêu nè. Cuối cùng hết quần jean. Xe bài mấy cháu ơi. Sợ đồng bẫy ra. Mốt thôi. Trời ơi, giờ đồng lưng ra ngoài đấy. Thế đây thì trang như chị. Đâu là đồng bẫy vào bạc. Cuối cùng. Mình chốt đi cho đọc cho. Bật nhớ coi nó lên lửa ngay nhiều tiếng không? Còn mã 83 đúng không? Dạ. 83 cho Hạnh Nguyên. Ủa hết 83 rồi hả? Hạnh Nguyên ơi, không, chị không có 83 nha. Hết 83 rồi nha chị ơi. Dù cái biểu đi, dù cái biểu mình chị đi.
rồi mới chế thấy mấy bộ này mặc sướng không, thoải mái cực kỳ ha, mặc ở nhà là bao đẹp luôn á. Nào bước gì em bé ơi, áo tao ba với đầm chắc lên đây bé, đưa cái cục đó tao quậy mắm cục lên, cục nó lấy gì vậy, khui đi con. Dày mà em tưởng nó là nó là cái đầm hay cái suốt gì em mới chứ. Em không nghĩ nó là cái áo luôn á. Nó dày ghê luôn, em nghĩ nó là cái đầm hay là cái xét thôi. À, siêu đẹp chưa? 69.000 có hồ nè, nu vàng. Bạn quăng lên đây đi, mà tôi không cứu được. Rồi có hồ nu vàng đen 69.000. Nè nó dày đến nỗi mà mình tưởng đâu là giống như là cái xét hay cái đầm gì luôn á mấy chế yêu. 53, 54 cái độ bè ok. Mấy áo tao bao nhà dự đi rồi ok, áo tao bao có luôn, đem luôn nha. Comment cho mấy mã 1. 1 kèm màu đen nè, hồng nè, nu và vàng. 1 đen hồng nu vàng. 1 đen hồng nu vàng cho em. Chốt 1 kèm màu. Đen hồng nu vàng mã 1. Dày lắm mấy chế ơi, dày và siêu đẹp. Đen hồng nu vàng mã 1 cho em. Xuất sắc. Sắc lắm luôn á, một kèm màu mới chế 69.000 nè. Đen hồng nu vàng. Trời ơi, đừng nói cái mảnh này nó đẹp vậy mà mới chế chê được nha. Thế mà chê được mã này được. Một đen hồng nu vàng. Đen hồng nu và vàng. Một đen nu cho Nguyễn Lộc. Đen còn hồng vàng. Dày kinh khủng khiếp. Ủa. Hồng vàng nu. Nâu luôn em, còn nu đúng không? Nu. Một nu đi nhàn trinh. Còn vàng hồng nâu, nâu đúng không, cái ghê nâu nè, cho người ta cái nâu, nâu nâu nó sẽ đậm hơn nu, cái nâu còn nu không, hết nu. Đưa cái kia là vậy đó, đưa cái kia này, đưa cái này rồi còn nâu vàng hồng, một còn nâu vàng hồng này, nâu rồi nó sẽ đậm màu hơn nu nè, màu nâu này tây, một vàng kim chi, một còn hồng và nâu, một còn hồng và nâu, hồng nâu. Nhiều áo em 69.000 cái đẹp. Dày khủng khiếp luôn. Dày đẹp khủng khiếp. Một con hồng nâu 69.000 này mấy chị đẹp ơi. Nè nâu. Cái này là màu nâu nhá. Còn nó là nâu. Hồng và nâu. Một nâu đoàn thân. Còn còn hồng nâu. Bé. Cái này luôn. Hồng nâu nu luôn. Kìa kìa. Có đó. Cái trên đầu cùng á. Nu đó. Không, cái này còn nữa. Cái này là nhàn trinh đâu, cả ba. Nở. Nhanh đi con, nhanh lên lấy lên để mà lai nè. Ủa, cái gì, cái màu gì? Màu nu. Màu nu. Một còn nâu, hồng nu, lên, lẻ, tiếp tiếp. Một nâu nhàn trinh. Chị nhàn trinh chốt kể cho em nha. Còn nu, nâu, vàng, hồng. Một nâu, hồng cho Thu Mỹ Huỳnh. Còn nu. Rồi màu nu này, nu kem á cả nhà. Rồi còn cái nu nè. Phụ khoa mấy đồng hồ vuông rồi hay là đồng hồ gì màu gì chị ơi, không em rõ cho em nha. Rồi một còn cái nu. Một còn nu nha mấy chị đẹp. Ta sẽ là lấy một nu chốt nu rồi cho bộ mặt luôn. Bộ mặt. Bộ mặt là 55.000. Chính nào lấy bộ mặt, chốt bộ mặt, chất của nó là dạng tôn. Tôn mà tôn nó hai da cả nhà ơi. Không nhăn mà vải siêu đẹp. Một còn cái nu. Rồi bộ mặt này cả nhà. Chính nào lấy bộ mặt, chốt bộ mặt 54 cái cam 6 rồi về ok 55 nè. Bộ mặt con vừa nồi nãy giờ nè cũng nhăn. Cái vải này xịn lắm luôn á. Rồi comment bộ mặt siêu mát, nó xịn hơn lỗ hàng. Rồi bộ mặt 55 nè. Chốt bộ mặt. Comment bộ mặt giùm em. Rồi một đồng hồ in đeo cho Phụng Phan nha, lấy màu đó luôn. Rồi chế nào lấy bộ mặt, chốt bộ mặt. Cái gì em mà sao? Bộ mặt 55.000. Đưa cái bi luôn không? Rồi chốt bộ mặt giùm em. Lấy gì nữa nè? Áo tao ba. Bé.
mặc 55.000 chén rồi lấy bộ mặc thì comment bộ mặc lên giùm em nha. Đây lột áo tao bao giùm con em. Áo tao bao thì thứ có một cái một. Áo tao bao nhà em chén là mẹ mua rồi là bị u mê không thoát ra được. Đầm hả? Đúng hai phiêu lên đầm mà quên. Rồi 69.000 form 55 cái độ vàng ok. 55 cái độ vàng ok. Áo này hàng xưởng có may nhái lại nhưng mà không bao giờ mà đẹp bằng tao bao được hết trơn. Từ chất vải tới form luôn á. 55, 56 cái độ vàng mang ok hết cho em. Chốt giùm em mã số 3. 3 nè. Rồi mã 3 đồng hồ mang còn nha chị Đông Tu. Mã 3 quay đây nè người mã. Mã 3 đường cái. Chốt mã 3. Chế nào lấy 3 chốt 3 cho em. Form này cũng 54. 54 cái cam mấy 6 thôi về ok. Và 69.000 chốt mã 5. 1 tháng 1 chốt 5. 69.000 chốt 5. Comment mã 5. 5 chốt 5 dùm em. Hoa tao bao đó nè. Đẹp vô đối. Xinh đẹp vô đối. Dễ thương lắm mấy chị đẹp. 53, 54 cái độ về ok. Ê tắt bếp chưa? Chưa, nó đã xôi rồi. Mới bật lên thôi mà. Mà chạy ra coi bé. Không, nghi lắm á. Nó quên thôi, chả nó còn miếng mà ăn. Một tí nó mối mì chưa? Phải chịu ăn trưa luôn à. Tí nó đi mối mì chưa? Tao đi ngủ rồi. Không, cho mẹ chắc là quên. Cho đó. Ta sẽ trừ vô tiền bánh tráng. Rồi con bé mở chính. Không dám ăn luôn nè. Mở chính. Còn bé mở chính. Bà gửi hơi nước còn nha chị Ly Kim. Rồi còn bé mở chính 69 ngàn. Đó, bỏ giấy. Đó, tao có mắt ngoài đó mà. Rồi form 54, 55 cái đầu vào ok. Chốt mã 11, 69 ngàn. Chỉnh cho nguyên len. Mã 11. Mã 11 nè. Comment mã 11, 69 ngàn. Chốt 11. Bộ mặt cho Hạnh Nguyên. Comment mã 11. Có túi to. Dạ yeah. Công sở hay túi cho du lịch gì không chế? Giờ du lịch. Dạ không nha. Chưa dám lấy túi chống du lịch là có mà chưa dám lấy á. 52 cái cam mấy 6 rồi về ok 69 ngàn. Cầm có gì chị đâu mẹ tôi ném thôi. 11 cho Mỹ Hiệp. Được cái gì mà tôi ném. Rồi chốt giùm em mã 20 69 ngàn. Chốt mã 20. 20 69 ngàn chốt 20. 52, 53 cái độ vàng ok, 69 ngàn chốt 23. 69 ngàn comment 23. Em nói áo kiểu tao bao của em. Đẹp, độc, lạ, không đụng hàng luôn. 23. 23, 69 ngàn chốt 23. Ở full thôi, full tao bao tối lên đi. Full tao bao tính để tối mặc lên không. Thì lên áo kiểu đi. Tại vì áo kiểu full tao bao sale trùng lô. Nhưng mà sợ không mặc full rồi mấy chị lại chê full. Còn 20, 23 đúng không. Rồi 54, 55 cái độ vàng ok, 69 ngàn chốt 26. 69 ngàn còn 26. 69 ngàn chốt 26. Rồi áo hoa tao đeo cái này đẹp. Đồng hồ đeo có màu gì á? Dạ, đồng hồ đeo có nè. Đen xám trắng. Đen xám trắng, nâu. Đen xám trắng, nâu. Dây của nó dây silicone, dây giống như mấy cái dây smart quá. Rất là nhỏ ơi, đẹp dữ lắm luôn. Và nó nặng lắm luôn nha. Cầm nặng tay cực kỳ. Đen trắng xám nâu. Đen trắng xám nâu, ba màu. Còn ủa giá 289k nha. Còn đúng một cái một. Mã gì em? 26 đúng rồi, đen trắng xám nâu. Xám là cái Huy đang mang nè. 26 cho Thống Nguyễn Thị. Đen trắng xám nâu hả? 125k. Rồi một bàn ủi, một kem body cho chị Ly Kim nè. Thế chẳng ủi. Rồi 52, 53 cái cam mấy 6 rồi về ok. 69 ngàn. Tay nè, tay tiếp lại mấy trái dung. Này comment dùm em mã số là 11. Mã 11. Comment mã 11 cho em. Để trưa này đoàn Kim Diệu. Rồi 11 siêu dễ thương 69 ngàn mã 11. 11. 11 Văn Nguyễn. Áo dài dài lúc nãy nè. Tao bao, thiết kế tao bao tao dài. 53, 54 cái cam mấy 6 rồi về ok chốt 13. 13, 69 ngàn chốt 13. 13 đưa mấy bộ này đi giống bộ mình đưa mặt. Comment mã 13, em này có gì? Ủa
cái màu này em nói thiệt là hả? Này cái tôn, tôn giả tôn hai da các bạn ơi. Đẹp không nhanh. 54-55 cái cam 16 các bạn ok. Mà cái màu này mấy chế ơi, chốt bất kỳ được không? Không biết gọi nó màu gì, cái này vàng hả? Thiệt nè, gọi nó vàng gì đây? Phải đọc mã đi hả? Đọc mã đi cả nhà, vì cái này cái màu gì nó cũng có hết. 55.000 nè. 55.000 chốt 16. 55.000 chốt 16 giống bộ mặt cái ổng nó may hết lên rồi hả? Mà phối nơ, quần có túi. Comment 16, 55.000. Mã 16 được mấy cái? Không, màu này thôi. Liên hồng. Đó, rút ra, đúng. Dưới nữa. Liên hồng. Đó. Rồi hết. 9, 8, 12. Rồi mã nhiêu nè? 16. 16, 55.000. Chốt 16. Đầm váy sen kẽ. 16 với phương sống. 16 còn. 16 với hân buồn. 16 cho Thuy Ngọc Đức Trần. 54-55 cái độ vàng ok form Barbidol. Mẫu này cũng có mặt like rồi, nó mới chế về máy này lại giùm em nha, nó bị xúc cái này ra nè. Dễ dàng lắm luôn. Rồi sale 79.000. Hàng 99.000 á. Sale 79.000 chốt giùm em mã số 20. 20. Comment mã 20 cho em. Chốt mã 20. Đúng ok. Rồi chốt mã 20. 79.000 chốt mã 20 đây. Chất này thì mặc xuống mát lạnh luôn. 54-55 cái cam 16. Độ vàng ok. Màu này nè, chấp y chang bộ mặt thế, kiểu dáng y chang luôn. Tối hôm qua là đồng hồ mặt tròn, hôm nay là đồng hồ mặt vuông nữa, chỉ còn chất da. Chất da thương hiệu y chang nhau hết. Giống nhau hết nha. Có cái mặt tròn thì 129, mặt vuông 125. Mã như vậy. Rồi còn mã 20. Rồi này 55k chốt 23. 55k chốt mã 23. 55k chốt mã 23. Ở nhà chị mặc mấy bộ này là sướng nhất. 23-55.000 nè. Chốt 23 sao lên đầm váy không hay chứ. 55.000 chốt 23 mấy cái, 123 cái. Đó, cái này có màu. Đó. Nó chốt luôn đúng không? Đó. Nó giống mà, giống màu mà. Xanh cam đó. Rồi mã 23. Đó, nó rất 23 Hương Bình, 23 còn nữa. 23 Hân Bùi, 23 còn một. 23 Phụng Phan. Dạ còn ở nhà nè. Lô đầm maxi đi biển, trời ơi cái lô đầm này em mất ngủ. Cái tự nhiên là hả? Mất tiền lắm luôn. 20 Nguyên Lê. Này mấy chị đẹp. Đẹp không? Em nói nó đẹp xuất sắc luôn mấy chị. Nó đầm maxi đi biển. Hai lớp đó xịn sò. Ấp ủ cái tự nhiên mất dịch mất gió cái không bán được. 55 cái cam 16 được về ok mấy chị đẹp. Rồi bản 79.000 luôn cho sóc nè. Comment giùm em mã 31. Này hết dịch đi biển chơi là không ai đẹp bằng luôn đó. Rồi comment mã nhiêu? 31. 31 được 2 cái. 31 được 2 cái hàng 2 lớp. 31 được 2. 2 chai dung dịch cho nhà nè. Chốt 31 được 2 cái. 31 Win Marisa. Thiệt sự đẹp. 31. 31 còn 1. Theo 79.000 này em theo lỗ, lỗ mà lỗ sấp mặt chứ không phải lỗ bình thường đó cả nhà. Vì mấy chế biết cái hàng này đâu có rẻ đâu đúng không? 31 Nguyễn Lộc. Hàng này mấy chế thử lên mấy cái trang maxi mua toàn là 300 mấy, 300 mấy hình cái thôi. Màu trắng thì chốt 35. Màu trắng chốt 35 cho em. Màu trắng thì chốt mã 35. Phong to, dài, 2 lớp lót 35, màu trắng chốt 35, 2 cái. Màu trắng chốt 35 được 2 cái. 79.000. Màu trắng thì chốt 35. Chế lấy 35 chốt 35. 35 Huỳnh Loan. 35 Thắng Nguyễn. 35. Đây chất to nè. Trời ơi, hôm nay tôi để ra một cái tôi mặc thiệt luôn á nha. Có đẹp kinh khủng. 53, 54, 55 cái cam 16 được rồi ok. Đẹp không? Để lại cái đi con. Dạ. Để cái mà cái đi nha. Cái này comment 39. 39 bán 79.000 không, không, không chị. Cái này không có. Cái này mấy chế về em bán miếng dán vũ đầy á, mấy chế về lấy miếng dán vũ dán cho mấy chế. Còn dân thì không, 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 còn dân thì không có vũ để dán. Không có nhu cầu. Thì mày đâu cái một cái nữa. Nhân đâu có vũ đâu nhé. Ba chị như Minh Trang. Đặc biệt đứa nào không nhiều cũng ít luôn mình nói là. Vậy em vẫn nghi ngờ giới tính. Đúng không? Đặc biệt mày vẫn nghi ngờ giới tính nhân. Nghĩ sao? Ai rồi không ít thì nhiều cũng còn có ít đúng không? Trời ơi, màu đẹp quá. Màu đẹp quá nè. Trời ơi cái màu.
Rồi chốt mã 40 hết. 40 hết maxi nè. 40. Rồi 40. Xe 79.000, chốt mã 40. Như lô đà này là 149 đúng không chị? Đúng rồi. Đúng rồi chứ đẹp. Còn miếng dán được không? Còn không ta? Còn không? Như cái hộp xanh xanh 40 út tiền. Thôi còn hộp để em đi. Còn miếng dán ti còn hình như còn đâu còn hộp để em. Đúng rồi còn một. Nè cái này mà mấy chế không chốt là mấy chế không biết chờ cái mã gì chốt luôn á. 40 nguyên len. Hết 40. Đẹp. Nè bộ mặt nhà chất tôn hai da. Đẹp thiệt sự luôn đó mấy chế. Rồi 55.000. 54 cái cam mấy xấu nó vào ok. Quần có tôi chốt 41. 55.000 chốt 41. 41 nè. Comment mã 41 chị em. Chốt 41 55.000. Chốt 41 cho em. Được mấy bộ. Tôn hai da mấy chế, cái này không nhăn nha. Mấy chế thấy vừa mới phui trong bọc đó. Vô nùi 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 trong bọc. Nó không có phải giống như là tôn mình đâu. Tôn mình thì nhăn nhúm quanh lò xo luôn ấy, đúng không? Còn cái này thì bao sướng. 44 ly nam à. Còn 44. Ở kiểu sơ mi có luôn. Ta bao nữa, quốc ta bao nữa. 41 cho Hương Bình. Còn 41. Em thì cái gì cũng có. Chỉ có tiền là không thôi. Không phải cái gì có, chỉ có tiền là không thôi. 41 cho Bích Thị Dương. Còn mỗi cái này vậy tao mượn tiền tụi bay tao đi mua mì gói nè, mua cá khô nè để nhà nè. Tin nãy thôi. 41 cộng 1. 41 cộng 1. Cái này chốt 43. 43. 54, 55 cái cam mấy 6 thôi bè ok. 43. Cầm em mã 43 nè. 43, 55 ngàn. 43 cho em. Cầm em mã 43. Tao bao nữa nha. Tao bao với đầm sen kẻ đi mấy chế. Tối còn áo tao bao nữa. Tại vì áo tao bao luôn này đợt này cũng không nhiều hết. 43, 55 nè. Áo tao bao nè. 43 Thuy Vũ Thị. Nhìn cái tay nó đẹp quá ha. 54, 55 cái cam mấy 6 rồi về ok. 69 ngàn. Chốt cho em mã 50. 41 và 43 còn. 50 lấy comment lên đi em nha. 50. Bao nhiêu mà? 50, 69 ngàn. Áo tao bao thì giá 69 ngàn. Em không bán hơn được luôn á. 50. Hàng ta bán 320 nè mấy chế, mấy chế về mấy chế coi giá giùm em nha. Đang còn cái mặt giá 320 nè. Nè. Đang còn bán giá như thế. Tay của nó là tay hơi hơi phồng phồng như thế. Phổi xoắn eo. 54 cái độ vèo ok. Chốt giùm em mã số là 53. 50 giá Tây Phương. Rồi 5369.000 chốt 53. 5369.000 ta đang bán giá 320. 5369.000. Comment 53. Chất này lụa nè, chất lụa mấy chế. Đẹp thôi rồi. 54, 55 cái cam mấy 6 rồi bạn ok. 69.000 chốt 56. Comment 56. Giá này thì bán chỉ có 180 thôi. Này bấm giá 180 nè. Rồi 69.000 mã 5 mấy? 53 cho Nguyễn Hoan 1773. 56. 56, 69.000. Áo này độn vai. Áo này vải đẹp kinh khủng luôn. Có độn vai nha cả nhà nha. 56 cho không Nguyễn Thị. 55 cái cam mấy 6 rồi bạn ok. Sang chẳng tay phòng. Tay phòng nè, nó chỉ nhìn cái tay nè. Ôi tay đẹp ghê luôn đó, tại nhà đổi vai ha. Chốt giùm em mã số 60. 60 đúng rồi. 41 cho Liên Huỳnh nè. Rồi 60 có đổi vai 55 cái đổi vai ok. 60, 69 nè. 60. Đây. Mấy tà bào mấy cái này mặc sang mà đẹp lắm luôn á. Rồi 69 nè, 55, 56 cái đổi vai ok. Cái này comment 63. 60 Minh Trang. Là chốt 63 cũng tay phòng như thế. 63, 55, 56 thì vậy ok. Chốt 63. Đây, Baby Jane. Chắc là cho em này đi. Gu em. Gu em mấy chị đẹp. Rồi 69 ngàn mã 63. Đẹp không? 54, 55 cái độ vẹo ok. Chốt 68. 68, 69 ngàn chốt mã 68. 63 Huy Vũ Thị. Còn 68. 69 ngàn. Đây, lại Babydoll nữa. Ôi toàn mấy mẫu Babydoll xinh. Mấy chế có biết là biết sao thích Babydoll không? Babydoll mặc ăn gian tuổi cực kỳ. 68 cho mẹ Ruby. Mặc trừ đi được cả chục tuổi á mấy chế yêu. Rồi cái này comment giùm em 55, 56 cái đồ về ok. Chốt mã 70. 70, 69 ngàn chốt mã 70. 70 lũng hay đâu không mặc tao có gì. Rồi 70. 70 sọc nè, sọc tao bao nè.
sọc hồng. Rồi sọc hồng khoác hả? Rồi sọc hồng, cả nhà ơi sọc hồng 54-55 cái độ vẹo ok, còn bao nhiêu á? 70 và sọc hồng. Rồi sọc hồng. Sọc hồng hàng tao bao ha, chốt sọc hồng 70 Nguyễn Lâu. Cái này mấy chế ơi, mặc khoác được. Rồi khoác cũng được mà mặc cũng được ha. Phối bikini đi biển cũng đẹp. Mà phối với cái gì, phối với áo bra bên trong cũng đẹp. Sọc này em nhiều lắm rồi chứ không là em cũng quốc nè, em cũng dứt nó rồi. Em mê mấy cái kiểu mà nửa kín nửa hở gì lắm. Rồi 55-57 cái độ vèo ok. Mặc áo bra bên trong hoặc mặc bikini đi biển cũng được nữa. Chốt giùm em mã 91. 55-57 cái độ vèo ok, mã 91 69 nha. Mã 91. 91. Mấy chị nhìn cái chất vải của người ta nè. Dạ cảm ơn chị Nguyễn Hưởng nha. Nè, nó có phối giống như là ống áo ánh vậy nè, cái lớp ánh ánh vậy nè. Đẹp ghê luôn, chất tơ sống mà phối ánh ánh vậy nè. 91 cái Ngọc Biên Hòa. Rồi phổ phục năng. Không 55 cái độ vèo ok. Này chốt 95. Cái này comment mã 95. 95 69.000 95. 95 69.000 quan nghe mà tôi cái cục mà. Luôn vui tươi kia đi. Bao nhiêu rồi? 9.000. Hồng nè, đỏ nè. Hồng đỏ xanh vàng. Rồi hồng đỏ xanh vàng. Luôn vui tươi nè. Mặt này là cười cả ngày luôn á. Thiệt. Nhưng mà nhấn là không được. Rồi cả nhà ơi, 55 cái độ vàng ok. Hồng vàng xanh đỏ. Còn mã nhiêu á? 95. Ủa mã 95 đẹp vậy luôn á. Rồi 55.000 chốt mã 100. 100 hồng vàng xanh đỏ. Em đi Nguyễn không bị ẩn ha, mà chị comment sau nên em không có đọc nha. Em chỉ có đọc chị nào comment trước thôi nha. Rồi hồng vàng xanh đỏ mã 100. Mã 100 đỏ vàng xanh hồng giống y chang bộ mặt, chất y chang luôn ha, chẳng có hôm qua là họa tiết nó khác. 100 vàng với tùy lên. Đỏ vàng xanh hồng. Đỏ vàng xanh hồng mã 100. 100 hồng Vinh Hương Mai. Còn đỏ vàng xanh hồng luôn. 55k một bộ, mấy cháy hút chục bộ về mặt nhà cho nó sướng mấy cháy vô. Mặt nhà, mặt ngủ, mặt làm gì cũng được hết trơn á. Vải thì bao đẹp. Ống quần ở may hết 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 lên vậy nè. Đấy, may ống hết ra. May nơ như thế ha. Nơ lũng đầy ở 100 con. Đỏ hồng vàng xanh. Đẹp vậy mà 100 hồng Khan đi thi. Còn đỏ hồng vàng xanh luôn. Bộ mặt còn đúng không chị? Bộ mặt còn không. Còn một bộ. Bộ mặt còn nha chị bạn chú Trần. Còn một bộ chứ. 100 còn đỏ hồng vàng xanh. Nó tao bao này. Chuyển tầm mấy em cho mấy tiền đó nè. Tầm 7 set nè. Rồi bộ mặt cho chị bảo cho Trần nè. Nó tao bao này. Tầm 99 là mấy chị đẹp. 52-53 cái cam mấy 6 rồi về ok. Rồi bán cho mấy chị yêu nhà mình 79k. Rồi bán mấy chị yêu nhà mình 79k. Chốt mã 1. Phổi rốt dũng nè. Rồi mã 1 79 ngàn. Mã 1 100 hồng không? 100 hồng với Phương Thảo. Rồi mã 1 79 ngàn. Chốt mã 1. 100 hồng đỏ không? 100 đỏ với Nguyễn Thái. Còn hồng xanh vàng. Mã 179 nha. 100 hồng cho Lan Ngọc. 100 phần hồng xanh vàng. Mã 179 nha. 1 cho Lan Nguyên. Phong 55 cái độ vàng ok. Xe 69 ngàn chốt mã 3. Bộ này chốt mã 3. Bộ 1. Rồi mã 3 xe 69 ngàn chốt mã 3. Comment mã 3. Chốt mã 3 mấy chị yêu. Comment mã 3. Rồi phong 54 cái cam mấy 6 ngàn. Xe 79 ngàn chốt mã 5. Ba cho em đi Nguyễn. Rồi này comment mã 5, xe 79 ngàn chốt mã 5. Rồi mã 5. Nó tao ba nè hả? Bé, con nó kêu luôn bé không? Cục tiểu thư. Cục tiểu thư.
của mấy chị này. Chị nào không có tao bao vô đây với em. Tao bao này hàng người ta toàn bán cứ 200 mấy không á mấy chị luôn. 54, 55 với 56 rồi về ok chốt mã 10. Rồi mã 10 69.000 chốt 10. 69.000 comment mã 10. 69.000 chốt 10. Comment mã 10. Áo này đội vai. Mình chắc lột quăng lên. Không thể nào để trên đùi được. Mã 10, 69.000. Rồi 69.000 này tay phòng nè, mấy chị thấy không? Cái vải đẹp kinh khủng luôn, 55 cái độ vào ok chốt 12, 69.000. Comment 10 mã 12. 12. Rồi 69.000 phong 54 cái độ vào ok chốt 13. Tay phối hơi dính dúng. Rồi 13, 69.000 chốt 13. Còn 12 và 13. Này có đỏ có vàng có đen, có vàng có trắng thì có cái vàng mà không? Có cái vàng. Này có vàng có trắng 69.000 rưỡi, đúng rồi, rưỡi. 12 lên thì trang. 52 cái camera 6 rồi về ok. Ý cái trắng này dính một xíu mực dơ nè. Về giặt ra giùm em nhé. Còn 13 đúng không? Em xem 49.000. Trần Phương Linh. Chốt 49 xem. 49 xem giờ dính dơ chút xíu nè. 49 xem. Comment 49 xem. Rồi 52, 53 cái đồ về ok 69.000 chốt cho em mã số 21. Rồi 21 nè. 21 69.000 chốt 21. 21 đẹp từng đường nét luôn. Rồi 21. 49 sale cho Nguyễn Lan. Trời ơi, đó. Em ma nè cả nhà. Ôi, xám này nó đẹp vậy. Cái vải của nó giống như vải thun Mỹ vậy đó. Mã gì đẹp kinh khủng luôn. Rồi 69.000, áo này hiển khó khó tìm lắm. Tao bao hiển xe áo này lắm luôn. 55 kg độ về ok, chốt 25. 55 kg độ về ok, chốt 25, 69.000. Em Ellie Nguyễn. 25. 69.000, chốt 25. Rồi 69.000 nè. 52 kg cam 16 độ về ok, cùng nơ hai bên hông, chốt cho em mã 30. 30. 25 cho Loan Nguyên. 30 nè. 30, 69.000, chốt 30. Này đường bộ luôn hả? Này chốt 33, 69.000 luôn. 55 cái đồ về ok, chốt 33. Rồi comment 33. 30, 33. 33. 33. Rồi comment 33 giùm em. 30 cho Nguyễn Oanh. Rồi 69.000 áo tao 3, 52, 53 cái đồ về ok, chốt 36. Comment 36. Đẹp không tì vết. Rồi 36. Comment mấy? 33. 33 và 36. Cái này cũng tao bao 1.6 nè. 53, 54 với cam 6 rồi về ok 69.000 chốt giùm em mã số 40. 33 mươi sao 36 tha đi thi. Cái này cầm em mã 40. 69.000 mã 40. Bộ mặt hết rồi này chị không thi. Kiểu kiểu giống gì mà họa tiết khác nha cả nhà nha. Rồi cả nhà 69.000 nè. 55 cái độ về ok 40. Chốt 42. 40 Nguyễn Ngọc. 42 69.000 chốt 42. 42 cho mà tôi cục bi cho đây. Cục bi. Đây. Nay xong là đổi ổng luôn rồi. Đi mua bánh mì xem. Con nào ngon? Đây ha. Này có hồng nè. Hồng, vàng. Hồng, vàng, xanh. Ủa cái này ai nên xem? Cái này. Này không biết đọc màu sao luôn á. Nó vàng, màu vàng này đi kia. Rồi giống bộ mặt nè. Chất y chang. Form y chang. 54 cái cam mấy 6 rồi về ok. Hồng vàng xanh 55.000. Rồi bi hồng. Bi hồng. Bi hồng nè. Quần có túi hết nha mấy chị ơi. May ống đẹp lắm, may ống hết hết lên. Bi hồng. Bạn này không nhăn, bi vàng, bi xanh. Bi hồng vàng xanh 55.000 một bộ. Bi hồng vàng xanh. Bi kèm màu 54 cái độ về ok cam 6. Đẹp ghê ha. Chất vải không có nhăn gì trơn, mặt chất này sướng lắm, mặt sướng còn hơn satin mà. Mặt sướng còn hơn satin nữa, bi hồng vàng xanh. Bi hồng vàng xanh. Bi hồng vàng và xanh. Chất bi kèm màu. Hồng vàng xanh, bi hồng với hoa đinh, bọn hồng vàng xanh luôn. Bi xanh quyền lê, bọn hồng vàng. Bi còn hồng. Bi hồng Phan Thuy. Đi còn cái hồng cái vàng 55.000. Đi hồng Phạm Thị Lụa. Đi còn một cái vàng. Đi vàng Thanh Ngân.
Này chốt chị Mai là hồng 2. Hồng 2 được 1 bổ. 55.000 hồng 2. Hồng 2. Che chết cho chả. 55.000 một bộ thôi hồng 2. Hồng 2. Chốt hồng 2 thun ta bao. Tính là tối mặc thun ta bao, bây giờ là áo kiểu ta bao. Hồng 2 ăn đi. Tối lên thun ta bao nhưng mấy chế thun ta bao nhiều. Trên 60kg độ về ok. 69.000 chốt giùm em mã số là 3. 3 được 1. 3 được 1 cái chốt mã 3. Lên cái đầm này bỏ mẫu nè. Đây là dạng đầm dung. Rồi mã 3 69.000. Đây bỏ mẫu này nè. Có dây buộc eo. Có dây buộc eo, eo 70 độ về ok. Bao nhiêu rồi? 3 Trần Phương Linh. Rồi sale cái đầm dung này 69.000 luôn. 69.000 có dây buộc eo. Đẹp lắm luôn nha, không phải là kêu là chắc là vải xấu hay vải gì lấy ra sale không có, mấy chế nhìn vải cho em. Nhìn form dáng dây buộc eo nè. Rồi 69.000 chốt giùm em mã hoa xanh. Hoa xanh. Có dây buộc eo ha, về tự buộc eo giùm em. Tay là tay phồng đàng hoàng. Hoa xanh, nó là dạng đầm dung, ở dưới này là có quần nè. Đó, dưới này là có quần cho mấy chị ha. Rồi hoa xanh cho em sale 69.000 thôi. Quốc lệ lên mấy chế vô. Rồi comment hoa xanh. Hoa xanh Ellie Nguyễn. Còn hoa xanh nào. Hoa xanh Lên Phạm. Còn hoa xanh. Hoa xanh Nguyên Lê. Còn hoa xanh. Hoa xanh Phạm Thị Lụa. Còn một hoa xanh. Hoa xanh Tina Nguyễn Lê. Còn hoa xanh. Còn cái hoa nào không bé? Bé ơi, hình như nhớ cái cục hoa này có hoa đỏ hay gì lấy không? Cho chân. Vì em xem bỏ mẫu đi con. Đi con gái. Nha. Hoa này còn hoa đỏ, hoa tím thì nó lấy thêm đây hết nha. Rồi bây giờ lên cái mã này nữa nè. Em này có nha. Cái này em không biết đọc nó là cái gì nên là cho em đọc mã đi ha. Vàng nè, hồng nè. Cho đọc mã đi mấy chị đẹp ơi. Thì nó có nhiều màu lắm. Cái màu bi này bi kia vậy đó. Rồi này comment giùm em mã số 20 vàng hồng. 54K6 rồi về ok. 20 vàng, 20 hồng. 55.000. 20 vàng hồng. Bộ này em cũng mua về bán thịt chơi 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 thôi mới chết. Chứ thật ra là em nhập cũng 5x, 5x hết á. Cái vải này nó đẹp quá à. Rồi hồng vàng. Nè, hồng và vàng. Mã 20, 55.000. 20 vàng cho An Ly. 20 còn hồng vàng. 20 vàng nhàn Trinh. 20 còn hồng. 20 còn hồng. 20 hồng Phong Thuy. Còn một hồng. Còn một cái 20 dạ, có nè, ở chỗ Trần. Còn một cái 20 hồng nữa. 20 hồng Yến Nhi hết vàng nha chị. Ủa có thun thông độc nó chứ. Thun to bao luôn á chứ không phải thun bình thường đâu. Rồi này chốt 21 nè. Mấy chế thấy những cái màu không biết đọc bảng màu ra làm sao luôn á. Rồi 21 nè. 21 nè cả nhà yêu. Ủa không phải rồi con ơi. Không phải cái này rồi. Không phải cái này rồi. Hoa khác. Hoa giống giống cái hoa đó đó. Không. Em được cái điêu chuẩn bị ra chị. Bao nhiêu rồi? 21. Cái này còn khác nữa nè. 21 Thuy Ngọc Bích Trần. Là hết đi rồi đúng không? Trời ơi, chuẩn bị hết bộ mặt nhà luôn này nè. Trời ơi, cái màu gì đâu mà nó ngọt. Nó ngọt khủng khiếp luôn, hai màu đều ngọt, xanh hồng. Con này HT Phương. Này chốt giùm em mã 25. 25 hồng. Màu ngọt kinh khủng luôn, 25 hồng, 55k bộ mấy chế ơi. 25 xanh. 25 hồng, 25 xanh. Không, đầm tiệc mùa này em chẳng chưa dám về chế đẹp quá. Mùa này có ai đi tiệc rồi đó nên là không dám về đầm tiệc á. Rồi hồng xanh. 25 hồng xanh. 25 hồng xanh, trên này hai bộ nha con. 25 hồng xanh, 25 xanh Thu Thảo. 25 hồng trên Nguyễn. 25 xanh Vân Lưu. 25 xanh Phương Thảo Hà. Còn một 25 hồng Minh Sam. 25 xăm Tina Nguyễn Lê. 25 còn hồng thôi mấy chị.
25 còn gì đó? 25 còn hồng. Còn một cái hồng nữa. Trên miệng có 25 hồng rồi chị. 25 hồng yến nghi. Đây nó còn cái nè. Còn cái này không? Vừa mở, đây hết chưa? 25 hồng hết chưa? Còn cái nữa. Đúng không? Không biết luôn trời. Nó đang mở đang chồng đúng không? Ờ. Còn cái đó. 25 còn cái hồng. 25 còn cái hồng nha mấy chế yêu. Rồi xem bỏ mẫu cái mẫu này nè. Cái mẫu này nó đẹp quá. Ủa tối nay mới cấm xe hay là chừng nào cấm xe? Tối nay. Tối nay hả? Ừ. 25 còn một cái hồng. Hả? Cái đầu này nó đâu? Đây bỏ mẫu nè. 25 còn một cái hồng thôi, em bỏ mẫu này nè. Ôi thiệt, cái bản nó đẹp mà bỏ mẫu tiếp ghê gớm luôn. Giờ dịch không bỏ thì giờ không lại giờ sao? Bỏ qua dịch hả? Để qua dịch. Mà sale lỗ lắm lắm luôn nè. Nó dạng đầm dâm á cả nhà. Nó luôn á. Em 70 độ vẹo ok. Vải siêu siêu đẹp. Chốt 28. Comment 28 sale 69 ngàn tay phòng. Chốt 28. Comment 28. Comment 28. 28. Thấy mọi người trang gì đang ngồi đây đó nè. Nên chị đi giảm cân. Giảm cân tối nay. 25 còn hồng. 25 hồng cho Nguyễn Lan hết xanh nha chị. Rồi 28 nè. Xe 69 ngàn luôn mới trời đẹp. 28 cho Trần Phương Linh. Còn vải đẹp kinh khủng. 28 cho Thiêu Bùi. Này em có 28 một ai bên ngoài đẹp hay trong like nữa. 28 cho Nguyên Lê. Còn 28 cho Lâm Sơn Trần. Còn 1. Đẹp thiệt sự. Sale rẻ bèo bọt. Hết không rồi đúng không? 28 còn 1. Đúng không? Còn 28 còn 2 cho mấy bộ hoặc nhà nữa. Đây đây, đây con. Còn áo ta bao nhiêu chị ơi? Áo ta bao nhiêu? Áo ta bao còn tối nhưng mà mấy cái gì? 28 cho 69 nha. 28 cho Châu Linh. Còn 1 28. 28 cho Tuyết Mai đó để 28. Rồi 69 nha. Rồi bán lỗ đúng luôn ha. Giờ chị bí quyết là bán được nhiều hay bán lỗ thôi. Rồi form 55 ký độc bèo ok. Chốt 31. Comment 31. Chốt 31. 69 nha, 31. 55 ký độc bèo ok. 31. Tối mà tôi chịu cho một cái bí quyết này mà ngăn ngừa được dịch bệnh. Không, tối mà tôi chịu. Chị bí quyết cái này không? Bây giờ chị là người nghe áp dụng. Bao nhiêu rồi? Rồi này chốt 33, 69 ngàn. 31 Minh Sang. 33, 69 ngàn. Chốt 33. 33, bé ơi, coi cái mã này phải cái hoa đó không? 33, 69 ngàn. Rồi em đem này là hết rồi đúng không? Hết mã này luôn. Bỏ mẫu thành công. Đúng không? Bỏ mẫu thành công. 69 ngàn em 70 độ vẹo ok nó. Chính nó. Dạng đầm dâm á cả nhà. Vải thì em bao. Còn áo khoác không chị? Áo khoác em còn. Mấy chị nhận áo khoác chưa? Chắc chưa đâu hả? Mới 33 phong thủy. Rồi chốt 35. 69 ngàn chốt 35. 35 giùm em có dây buộc eo sale 69 ngàn luôn. Còn mẫu này nữa là hết luôn á. Túi là túi zip đưa cái bọc đây. Mấy chị nhìn nè. Hàng mà hàng họ cỡ này nè, sale 69 ngàn. Hàng bọc túi zip, hàng xịn sò đàng hoàng. Còn mã nhiêu? 35. 35 cho Trần Lan Anh. 35 cho Trần Phương Linh. 35 cho Tiên Chi. Nó dạt đầm dâm có 35 cho Thiêu Bùi. Còn. 35 cho Nguyên Lê. Còn. Bộ băng nhà còn cục đó nó có hết không? 35 cho Minh Sam. Còn. 35 cho Lâm Sơn Trần. Còn. 35 cho Tuyền Lê. Còn. 35 cho An Ly. Còn một cái gì nữa? Nhiêu cái vậy? 920. 35 cho Lan Anh. Cho cục bộ mặt nhà kia luôn. Cho hết bộ mặt nhà luôn. Từng cái. Cho nó từng cái hả? Cái lẻ hả? Ở dưới nha. Con có xong rồi. Thấy nè.
Bộ băng nhà còn được mấy cái nữa. Chất siêu đẹp. Chất này không lo nhăn, không lo nhăn nhúng như trơn á cả nhà, dạng tôn hai giá. 54-55 cái cao mấy 6 rồi về ok 1 bộ 1 hoặc 2 2 bộ. Rồi 55.000 chốt 38. 38 được 2 bộ nè. Comment 38. 38 được 2. 38 được 2 chốt 38. 38 được 2 cái này nha, cũng được 238. Cho nó hết bộ mặt nhà đây, 38 được 2. Này chốt 40. 38 thì Yến Nhi. Còn 1 38. 40. 38 thì Bích Hoa Đình. 40 55 ngàn. Chốt 40. 55k chốt mã 40. 40 được 3. 40 được 3. Comment mã 40 cho em. Comment mã 40. 40 màu đỏ đô đẹp quá. 40 tuyết mai. Còn 40. 40 Minh Sam. Còn 55 ngàn nè. Chốt 48. 40 Bích Thùy Dương. Hết 40. 48. Comment 48. 55 ngàn. Chốt 48. 48. Vải nó chế nhìn thấy em xé mọc ra không hề nhăn nhúng một miếng nào không? Vải này nó không có nhăn. Không có nhăn, không bị quăng lò xo giống như là vải tôn hồi xưa đó nha cả nhà nha. Đẹp lắm luôn á. Bao nhiêu rồi? 48. 48 được không? Cho hết cái bộ mặt nhà đây mấy chế ơi, rồi mình qua áo tao bao lại ha. 48 được 2. Rồi này chốt 51. 51. Rồi 51 này cả nhà 48 yêu. 48 Vân Lưu. Còn 1. 48 Vân Bùi. 51 55 ngàn bộ thôi mấy chế. Chốt được bộ này mặt cho xuống. Nhìn mặt này nó thoải mái ghê gớm luôn và nó đẹp nữa hả? Mát nữa. Mấy nhiêu rồi? 51. 51 được 3. 51 được 3. 51 được 3 mọi người. 51 triệu tiền. 51 cho Sơ Thi Duyên. Dạ đúng rồi, bên em nào gọi điện chút lên nha. 51 còn 1. Này chút 55 được 1 hả? Dạ. 55 được 1. 55 được 1. 53, 54 được vậy ok hết cho em. Cùng có túi còn nha 1, mấy chị 1. Đẹp ơi. 55 được 1. 55 được 1 luôn. 51 đẹp vậy không chốt không? Em lấy nha. Nghỉ bán rồi. 55 xung Si Duyên. Cái này chốt 59. 59. 59. 59 mọi người ơi. Này mấy chế. Giờ đây nó khối nè. Nó khối cuộc á. Nó khối một cái khuét chọc nước á cả nhà ơi. Hấp dẫn lắm luôn á. Mở 55 được 2. 55 được 2. 59. Ủa năm mấy? 59. Sau đây sau đây. 59 Kiều Tiên. 59 được 1. 59 Phương Tống. Thế thế. Rồi 60 nè. 61. 61. Không hề nhăn, không hề nhăn nhó. Gì vậy? À. Gì đó. Rồi, sao mấy? 60. 60. Rồi gấu xanh hồng. Không quen gấu đỏ xanh. Đâu ra xanh hồng trời. 60 anh ly. Thế. Rồi gấu đỏ gấu xanh, cũng chết này luôn, cũng form này luôn ha. Gấu đỏ gấu xanh. Không nghe rõ ràng chỉ nhưng chỉ phát loa đúng không? Đúng rồi. Rồi đỏ xanh. Giống tiếng phát loa. Rồi gì? 65. Đỏ xanh, gấu. Gấu. Gấu xanh cho Phương Thảo Hà. Gấu còn đỏ xanh. Gấu xanh cho Lê Thị Trang. Gấu đỏ đỏ. Gấu đỏ cho Hà Uyên. Được cái bộ hồng nữa. Hết luôn rồi đúng không? Trời ơi. Tối lên chọn áo tao bao nữa nha mấy chị đẹp ơi. Áo tao bao còn nhiều lắm. Cảo thu nó kiểu tao bao. Nó hai chén. Đừng hỏi nó. Mà mẹ hai lần. Trời ơi rồi thôi nghỉ luôn đi. Rồi comment giùm em mã 90. Trời ơi. Tưởng đâu nó hiền lắm. Rồi mã 90. Rồi mã 90 nè. 90. Còn mã gấu hồng. Gấu hồng đâu? 90. 90. 90 Nấm Liên. Còn 1 90. 90 Lan Thị Trang. Hết 90.
Đây 55.000 chốt 93. Đánh cấp giấc mơ. Rồi 93. 6 giờ phải dậy rồi. Vậy hả? À, 6 giờ em nghe anh Thông đưa gọi anh Tuyên đó là kỳ dậy. 93 uống không, không hề bắt thức sao dậy sớm nha. Rồi 93 cả nhà nè. 93. Rồi chốt 93 giùm em. 93 Vinh Lưu. Còn 93. 93 55k. 93 Nguyễn Thùy Dương. Đây 69.000 55 ký độ về ok chốt 98. 93 Tuyết Mai. 69.000 chốt 98 55 ký độ về ok comment 6. Comment 98. 55.000 một bộ nha mấy chị. Rồi 98 bộ mà nhà. Tôn hai giá đẹp lắm. 98 69.000. 98 69.000 chốt 98 giùm em. Đẹp quá. Màu cảm an ly. 98 69.000. Màu hường đẹp quá ha. Biển mê màu hường. Đây, 58 Hương Nguyễn. 54 cái 56 nó về ok chốt mã 100. Mã 100. Quần mấy cái ống quần cũng đẹp nữa, có túi hết mấy chị đẹp ơi, ống quần hết lên vậy nè, túi nơ. Rồi mã 100. Mình mặc được, con gái mình mặc được luôn đó cả nhà. Mã 100 nè. 100 nắm liền. 100. Mã 100 nhưng mà có 55k thôi nha. Mã 100. Thôi đừng đi. Thế nào lấy 100, chốt 100. Hôm nay mình còn nhét béo gì không bé? Có gì nhiều lắm. 4K. Xịt thiên nga, tao nói ngồi bỏ đi thì không là không. Thích nhét béo mà. 100 Trần Thùy. Còn 100. Còn ngồi nhỏ gõ ngay đó. 100 còn 100, chốt mãi 100. 55.000 mãi 100. Rồi đây comment giùm em mã 2. Hết bộ. Mã 2. Rồi chắc mã 2 nè hết bộ. Chắc em offline cho nhân viên nhét bill. Rồi tối mình lên áo tao bao tiếp ha. Trăm đào tròn mã 2. Còn trăm. Mã 2 55.000 mã 2. Rồi bây giờ em quay vòng quay may mắn. Còn mã 2. Mã 2 rồi. Quỳnh Nguyễn Lan comment mã kèm số điện thoại giùm em nha. Mã 2 được một bộ. Rồi mấy chị comment lên đi, em quay vòng quay may mắn này mấy chị đẹp. Tối tặng. Ở tao bao tối mấy chị đẹp ơi. Bây giờ cho nhân viên nhét bill đó ha. Rồi đúng rồi, comment lên Trang đi. Nguyễn Lan. Khỏi chờ rồi. Lâu. Còn mã 100 và mã số 2. Ôi vậy mà hôm nay cũng được đầy cái bao đó hả? Thuy Vũ Thị. Thuy Vũ Thị còn trong like comment quà tặng may mắn chứ đẹp ơi. Thuy Vũ Thị còn trong like comment quà tặng may mắn cho em. Thuy Vũ Thị. Hai cái nào Trần? Thuy Vũ Thị còn trong like comment quà tặng may mắn giùm em. Còn tối tặng lại đầu like. Bỏ vô đầu like tặng liền đầu like. Bây giờ thì tại không rồi chờ chị Thi Vũ Thị chút xíu ha. Không thấy là tối tặng lại đầu like nha mấy chị đẹp nha. Đó. Đó rồi bye bye mấy chị đẹp nhà mình nha. Hẹn tối gặp lại mấy chị nha. Nghỉ chung tay chống dịch thôi mấy chị đẹp ơi.